Trong một đêm mưa gió bão bùng, Thục Đoan hạ sinh một trai một gái, nhưng có kẻ đã manh nha muốn cướp đi đứa con trai của cô. Thục Đoan cùng hai đứa con và mẹ đã phải trốn chui trốn nhủi để thoát khỏi nanh vuốt của kẻ xấu. Kẻ kia đã thuê giang hồ đuổi cùng giết tận, mong hạ sát mẹ con cô. Vậy đó là kẻ nào mà lại to gan lớn mật như vậy? Liệu Thục Đoan có thoát khỏi tay kẻ giang hồ và bảo toàn được mạng sống? Người đàn bà tên Cát Phượng là nhân vật nào mà ghê gớm như vậy? Còn Bảo Yến, à đàn bà đầy quyền lực ấy đã làm nên chuyện gì để đến hơn 20 năm sau, một tình yêu mới lại được bắt đầu ở hai nửa vòng trái đất? Gia Bảo và Gia Hân, hai anh em song sinh ngày ấy, liệu có lúc trùng phùng? Sau mấy chục năm chia cắt, bặt tin ông Gia Minh có tìm được người yêu duy nhất của mình không? Còn Gia Khánh là ai? Cậu ta là người tốt hay xấu? Tất cả vẫn còn là bí mật chưa được khám phá. Hôm nay, Cẩm Vân xin gửi đến các bạn tập 1 của bộ truyện này. Xin mời các bạn cùng đón nghe. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thư giãn và vui vẻ. Tại một ngôi trường tiểu học của thị trấn Đắc Miêu giờ ra chơi, một đám trẻ đang tíu tít cùng nhau chơi đùa thì lại có một cô bé cứ đứng nép mình vào một góc nhìn theo lũ bạn với một đôi mắt buồn rười rượi. Cô bé rất xinh, nhìn cứ như một thiên thần nhỏ. Bộ đồ đồng phục mặc trên người được là ủi thẳng thớm, nom rất sạch sẽ, chứng tỏ cô bé có một người mẹ cực kỳ chu đáo. Tại sao nó lại không ra chơi cùng chúng bạn mà lại đứng lẻ loi một mình ngoài kia? Nó cứ nhìn như vậy một lúc lâu rồi chậm rãi đi lại phía đám bạn. Mấy cô bé này đang chơi trò nhảy ô, thấy nó xuất hiện thì một con bé có vẻ to đầu nhất bọn liền cất giọng đanh đá nói: "Con lạc loài nó đến kia tụi bay, bao gì nó ra đi, không cho nó chơi nữa." "Bao xì, bao xì, đi ra chỗ khác cho bọn người ta chơi nào." "Các bạn ơi, cho mình chơi với, mình có làm gì đâu mà các bạn bao xì. Chơi với mình đi, ngày mai mình sẽ bảo mẹ may cho mỗi bạn một cái nơ kẹp tóc nhé." "Không, chúng ta không chơi với mày, vì mày là con hoang, mày không có cha." "Không phải, tớ có ba mà, ba tớ đi công tác chưa về, khi nào ba về ba sẽ dẫn tớ đi chơi. Các bạn nói xạo, các bạn không tốt, tớ sẽ thưa cô giáo." "Lêu lêu, không chơi với đứa lạc loài, đừng cho nó chơi tụi bay ơi." Trẻ con là thế đấy, chẳng biết chúng nghe người lớn nói nhỏ to thế nào mà đến lớp rủ nhau không chơi với cô bé kia nữa. Thật tội cho con bé, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn thông minh mà cứ phải lủi thủi mấy ngày nay. Lần la xin chơi cùng không được, nó lại lặng lẽ đi vào lớp. Trong lớp, tụi con trai cũng đều ra sân chơi cả, chỉ còn một cậu bé đang ngồi vẽ say sưa. Đó chính là Hoàng Thiên. Vừa nhìn thấy cô bạn nhỏ đi vào, cậu liền tươi cười nói: "Gia Hân, sao cậu không chơi ở ngoài mà vào lớp sớm thế? Đến đây tớ cho xem bức vẽ này, đẹp không?" Gia Hân liền tươi ngay nét mắt, mỉm cười đi đến bàn của Hoàng Thiên. Trên đó là hình ảnh một cô bé với hai bím tóc đuôi sam đang mỉm cười thật tươi. Tay cô bé cầm một bông hoa hồng đỏ thắm, gật gù. Gia Hân hỏi: "Cậu vẽ đẹp quá, cô bé xinh như công chúa ấy." Hoàng Thiên không ngần ngại mà nói ngay: "Tớ vẽ cậu đấy, cậu không thấy cậu giống cô bé à? Có cả núm đồng tiền nè, thích không? Tớ tặng cậu đó." Một niềm vui nho nhỏ nhen lên, cô bé xinh đẹp có cái tên Gia Hân liền cầm lấy bức vẽ ôm vào người rồi nói như reo: "Cảm ơn cậu nhé, tớ thích lắm. Thế cậu không ghét tớ à?" "Sao lại ghét? Mẹ tớ thường may đồ cho mẹ cậu đấy. Lớn lên tớ sẽ lấy cậu. Tớ thích cậu lắm, vì cậu xinh như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Cậu rất dễ thương." "Vậy cậu phải hứa không được bao xì tớ nhé. Nếu cậu cũng không chơi với tớ thì tớ buồn lắm đấy." Hoàng Thiên ra vẻ người lớn, cậu ta đưa tay ra móc ngoéo rồi nói với Gia Hân: "Không bao giờ, tớ hứa sẽ chẳng bao giờ bao xì cậu, móc ngoéo nào. Các bạn đó không tốt, họ không chơi với cậu thì tớ chơi, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ là một chiến binh dũng cảm mà." Đôi má lúm đồng tiền lại lõm sâu vào một tí, hàm răng chuột ngắt trắng tinh lại nhe ra cười. Vậy là từ nay Gia Hân không sợ chơi một mình nữa rồi. Cô bé vẫn có bạn, đó là lớp trưởng Hoàng Thiên, một cậu bé mạnh mẽ đầy cá tính. Chiều hôm đó đi học về, vừa vào đến nhà, Gia Hân đã hỏi mẹ:
Mẹ ơi, sao ba đi lâu về vậy? Mẹ nói ba về đi. Ba đi hoài không về, làm các bạn ghét, không chơi với con nữa nè. Còn anh hai đâu rồi mẹ? Sao anh đi lâu vậy? Nói rồi, con bé lại sụt sịt khóc. Bà Hường từ trong bếp đi lên hỏi. Ôi, con yêu của ngoại sao lại khóc nhè? Bạn nào chọc con vậy? Để ngày mai, ngoại mét cô giáo phạt bạn nhá. Các bạn nói con không có cha, con là đồ lạc loài á ngoại. Thôi, nín đi ngoại thương, các bạn nói bậy đó. Con phải ngoan và học cho giỏi, để mai mốt đi tìm ba nha. Chỉ cần tìm được ba, thì cũng sẽ tìm được anh hai của con mà. Nghe bà ngoại nói vậy, cô bé lại nhoẻn cười, rồi rúc đầu vào người bà làm nũng. Bên chiếc máy khâu, mẹ bé vẫn đang đạp miệt mài, nhưng sâu tận đáy lòng là một nỗi đau không thể nào san sẻ. Đã 6 năm nay, mấy mẹ con bà cháu phải dắt díu nhau lên tận đây để trốn chạy quá khứ, trốn chạy kẻ luôn tìm cách sát hại mẹ con cô. Tại sao vậy? Có lẽ nào nghèo cũng là một cái tội. Cô yêu anh thì có gì sai chứ? Tối hôm đó, Gia Hân học bài xong, lại lấy cuốn album của mẹ ra ngắm. Nó cứ nhìn say sưa tấm ảnh mẹ đứng cạnh một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Đó chính là ba của nó. Rồi ảnh nó nắm tay chụp cùng anh hai. Có cả những bức ảnh ba nó chụp một mình bên cạnh chiếc xe hơi đẹp ơi là đẹp. Rồi có cái ba đứng trước một ngôi nhà to đẹp cứ như trong chuyện cổ tích. Mẹ nói đấy là nơi ba ở. Ba đi công tác rất xa, tận bên Mỹ lận. Nó lại ước ao cho ba mau trở về để nó được khoe va với chúng bạn. Nó thèm được ba chở đi chơi, thèm được ba đưa đến trường, thèm được cùng anh hai đi học và nô đùa với đám bạn. Nhưng đó chỉ là ước mơ xa vời, vì nó càng mong thì càng mất. Nó biết mẹ cũng rất nhớ ba. Cứ mỗi khi chiều về là mẹ lại nhìn xa xăm, nơi cuối trời có lẽ là nơi ba ở đó. Nó nghe mẹ nói nước Mỹ rất đẹp và rất xa. Chính vì xa quá nên ba không về được. Ước gì nó có đôi cánh để bay sang đó thăm ba và chở ba về cho mẹ. Nó thấy nhớ và yêu ba biết chừng nào. Ngày nào nó cũng mở album ra trò chuyện với ba qua ảnh, rồi nó lại soi gương và sờ vào từng điểm trên mặt mình. Nó thấy mũi nó cao giống ba, mắt nó tròn giống mẹ, đôi má lúm đồng tiền cũng của mẹ, còn dáng cao của ba. Nó tự phân chia rất đều. Cứ mỗi một thứ giống ba thì thứ kia lại là của mẹ. Nó nhớ về ba với cả bầu trời mơ ước và đem hình ảnh ba vào những giấc mộng nhớ nhung êm đềm. Vì ở thị xã nên nhà nào cũng sát nhau. Nhà Gia Hân ở cạnh nhà của bạn Nguyệt Hằng. Bình thường hai đứa hay chơi với nhau lắm. Nhưng từ một tuần nay Nguyệt Hằng không chơi với Gia Hân nữa nên nó buồn hẳn. Cô Nhung cũng rất lạ. Nhiều lần nó chào mà cô không trả lời, lại còn liếc xéo một cái rõ dài, làm nó cảm thấy sợ. Có lần nó mon men định sang chơi với Nguyệt Hằng thì nó nghe thấy tiếng cô Nhung nói với chú Hòa. Tôi cấm anh không được lén phén sang nhà hàng xóm đấy. Đừng có thấy hoa mà tưởng thơm. Ong đầy ra đấy, cẩn thận nó đốt cho phù mỏ. Đàn bà đẹp chưa chắc đã tốt đâu. Mà từ giờ trở đi không mượn anh sang đó sửa đồ đâu đấy. Dẹp. Ừ, cái cô này hay nhỉ. Nói ra không sợ hàng xóm người ta cười cho à? Cô Hương là người đàng hoàng tử tế, chứ có phải mấy con mặt xanh mỏ đỏ ngoài cột đèn kia đâu mà cô ghen với tuông. Chả bỏ sách dép người ta ấy, rõ là đẹp mặt. Báu lắm đấy. Chắc lại chấp dại với thằng nào bị nó quất ngựa truy phong nên mới phải sinh con một mình đây mà. Đấy, từ ngày về đây có thấy mặt mũi ba con Hân đâu. Rõ là gái hư mà. Đàn bà đàng hoàng thì xinh đẹp như thế, chả ai phải nuôi con một mình cả. Đúng quá mà. Có hai đứa sinh đôi thì nhà kia họ cũng bắt mất đứa con trai mang đi rồi. Con gái họ không cần nên mới bỏ lại đấy. Tôi biết thừa. Cô có cầm mồm đi không? Bờ vách có tai đấy. Tôi cứ nói đấy. Ai cấm được tôi? Tôi có chồng tôi giữ. Con nào mà lén phén, tôi mà bắt được thì tôi bêu đầu. Anh cứ liều điệu đấy. Đừng có giỡn với con này. Đoạn cô Nhung lại nói với Nguyệt Hằng. Mà con Hằng, mẹ bảo này, từ sau con không được chơi với con bé Gia Hân nghe chưa? Ở lớp thiếu gì bạn chơi mà chơi với nó. Ừ, nhưng con thích chơi với bạn Gia Hân cơ. Bạn ấy xinh đẹp, lại học giỏi. Con thích bạn ấy. Không được. Nó là đứa trẻ lạc loài không có cha. Con nhớ chưa?
Một đứa không có cha, con mà chơi với nó là có ngày nó cướp mất ba con đấy. Cô Nhung không biết rằng những lời lẽ cay độc của cô đã lọt hết vào tai cô bé Gia Hân tội nghiệp. Nó phải bụm miệng lại để không phát ra tiếng khóc, nhưng nước mắt nó trào ra. Nó thấy ghét cô Nhung ghê gớm. Cô đã nói xấu về mẹ nó, lại dám bảo rằng nó không có cha. Cô là người xấu. Nó ôm mặt chạy về nhà. Mẹ đang nấu ăn ở dưới bếp, thấy nó đi chơi về nhanh quá, định quay ra hỏi, thì nó liền tủi thân khóc òa lên. Kìa con gái, sao vừa đi chơi về lại khóc thế? Có ai bắt nạt con à? Nói mẹ nghe nào. Mẹ đi tìm ba về cho con đi. Con muốn có ba. Mỗi một câu nói của con làm tâm can Đoan đau nhói. Giờ này anh ở đâu? Anh có biết mẹ con cô phải chịu đả kích lớn thế nào không? Chẳng phải một mình Gia Hân nhớ ba mà cô cũng đang rất nhớ anh đó sao? Bà Hường đang quét nhà cũng bất giác thở dài. Bà vừa thương con, vừa thương cháu, thương cho số phận bạc bẽo, thương cho cái kiếp hồng nhan của Đoan. Bà chỉ biết lầm rầm khấn vái, mong cho ông trời ngó xuống mà đem hạnh phúc đến đây để cho con gái bà đỡ khổ. Cũng thời điểm này, cách đây nửa vòng trái đất, trong một ngôi biệt thự rộng lớn, hai đứa trẻ con đang chơi đá bóng với nhau. Thằng anh 8 tuổi, còn thằng em 6 tuổi. Tuy là hai anh em, nhưng nhìn chúng khác nhau một trời một vực. Thằng em nhìn giống hệt ba, còn thằng anh chẳng thấy giống ba, cũng không hề giống mẹ. Nó chuyên môn ăn hiếp em, mà đặc biệt không bao giờ bị mẹ đánh. Cho dù đã có lần nó đánh em xây sẩm mặt mày và đẩy em ngã rúi rụi. Hôm nay cũng vậy, khi hai đứa đang đá bóng với nhau rất vui vẻ, thì trái bóng lăn xuống rãnh nước bẩn. Thằng anh ngay lập tức ra lệnh. Gia Bảo, nhặt bóng lên cho anh mau lên. Ơ, anh đá vào nước bẩn mà. Em không nhặt đâu, anh nhặt đi. Mày có nhặt không hả? Không nhặt, tao úính cho một trận bây giờ. Nghỉ chơi với mày luôn đó. Nhặt lên. Thế là thằng bé tên Gia Bảo, mặc dù đang rất ấm ức, nhưng vẫn phải chạy đến nhặt bóng. Một người đàn bà đẹp, ăn mặc sành điệu bước ra. Chị ta chỉ tay về phía hai thằng nhóc, nói: Ai bày ra cái trò nghịch bẩn này? Lại là Gia Bảo phải không? Đi vào ngay cho mẹ. Lớn đằng đằng này rồi mà còn nghịch bẩn là sao? Gia Khánh, vào nhà thay đồ, mẹ cho đi siêu thị nào. Mẹ, cho em Gia Bảo đi cùng nha mẹ. Quét ánh mắt nghiêm nghị về phía Gia Bảo, chị nói: Không được, Gia Bảo ở nhà với ông bà nội. Bà con sắp về rồi đó. Gia Bảo ngước ánh mắt thèm muốn nhìn anh trai. Tâm hồn non nớt của cậu bé bắt đầu có sự so sánh ngầm. Tại sao mẹ luôn dành những đặc ân cho anh, còn cậu toàn bị mẹ quát là sao? Chỉ có khi nào ba ở nhà thì mẹ mới quan tâm đến cậu mà thôi. Gia Bảo buồn lắm. Tuy rằng anh Gia Khánh có hay đánh nó, nhưng có gì vui hay được mẹ mua cho thứ gì, cu cậu đều chia đều cho em. Xong đó là khi không có mẹ. Muôn vàn câu hỏi vì sao được nó đặt ra trong đầu mà không có lời giải. Trong ngôi nhà này chỉ có ba là người yêu thương nó nhất. Ba sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu vô điều kiện của nó mà thôi. Mẹ và anh hai đã đi phố, chỉ còn mình Gia Bảo lủi thủi chơi một mình trong căn nhà rộng lớn. Ông bà nội thì chẳng bao giờ chơi cùng nó, người giúp việc cũng không. Thành ra nhiều lúc nó cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đang tha thẩn ngắm nhìn những chú kiến tha mồi thì nó nghe tiếng xe hơi của ba về. Nhanh chóng ra mở cổng cho ba, nó reo lên: ba về, con chào ba. Chào con trai, sao anh hai đâu mà con lại chơi một mình thế này? Dạ, mẹ đưa anh hai đi phố rồi ba ơi, con buồn quá à. Ba ôm chầm lấy nó rồi thơm lên mái tóc xanh rỉ của nó. Bất chợt nó nghe thấy ba nói: Con có biết không, mẹ con đẹp lắm, ba rất yêu mẹ con trai. Điều đó hiển nhiên rồi, mẹ nó đẹp, nó biết, nhưng nó thấy ba nói không đúng. Chẳng bao giờ nó thấy ba nói ngọt ngào với mẹ, và có nhiều lần nó còn thấy mẹ khóc. Vì sao vậy? Nó thấy thế giới của người lớn thật phức tạp. Tối đó, khi hai đứa trẻ đã ngồi vào bàn học, Gia Minh vào phòng của ba mẹ. Ông Trần Băng đợt này trở về Mỹ hơi lâu, vì phải điều hành công việc bên này. Chi nhánh ở Việt Nam, ông đang giao cho một người anh em thân cận. Thấy Gia Minh, ông liền gọi nói vào: Con có chuyện gì à?
Nói cho ba nghe coi, việc con với Bảo Yến vẫn không cải thiện được gì ư? Ba thấy con nên mở lòng ra với nó. Chả gì, nó cũng đã yêu con say đắm chục năm nay, lại là người đã cùng con nuôi nấng thằng Gia Bảo 6 năm trời. Xin lỗi ba, con không thể chấp nhận được, cũng không thể mở lòng ra với một người đã để lại cho mình quá nhiều nỗi đau. Con nhắc lại, tình yêu trong con chỉ có một. Khi mất đi thì nó cũng sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. Ba mẹ đừng ép con. Bà Cát Phượng ném ánh mắt giận dữ về phía con trai. Tại sao bao nhiêu năm rồi mà con vẫn còn lưu luyến đến con bé ấy? Con Bảo Yến có gì xấu chứ? Huống chi, nó lại là một phụ nữ giỏi giang, đã giúp cho ba con rất nhiều. Người đàn ông thông minh phải biết lấy sự nghiệp làm trọng con ạ. Chẳng có người phụ nữ nào chịu nuôi con riêng của chồng mà lại coi như con đẻ đâu. Đừng bất công quá với nó như thế. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh và ba mẹ lại có những cuộc tranh luận như vậy. Biết con nói cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của hai người, Gia Minh liền lên tiếng đề xuất. Dạ thưa ba, bên Việt Nam cũng đang cần người coi sóc và điều hành, hay ba để con qua bên ấy đỡ ba một thời gian được không? Không được, con phải ở lại đây. Hai đứa trẻ đang cần coi sóc nên thường xuyên để mắt đến chúng. Nếu phải về nước thì là ba hoặc vợ con sẽ về. Bất lực, một cảm giác chán chường dâng lên trong lòng anh. Về phòng, Gia Minh đóng cửa lại rồi mở chiếc bóp ra. Ở đó có một bức ảnh nhỏ được anh nhét gọn bên trong, để mỗi khi buồn anh lại lấy ra coi. Thục Đoan, em đang ở đâu? Có biết là anh đang rất nhớ em không? Còn con gái của chúng ta nữa, giờ này nó cũng bắt đầu học lớp 1 rồi. Tại sao em lại bỏ anh? Tại sao không chờ anh trở lại? Anh sẽ cố gắng tìm em cho bằng được, dẫu cho phải lục tung cả giải đất hình chữ S lên. Gia Minh cứ nói trong suy nghĩ như vậy. Cầm tấm hình trên tay, anh say sưa nhìn ngắm và trò chuyện với người trong ảnh. Đó là một cô gái có mái tóc buông lơi, khuôn mặt trái xoan thanh tú và hàm răng trắng tinh đang nở một nụ cười rạng người tỏa nắng. Hai má núm đồng tiền lộ ra càng làm cho khuôn mặt thêm nhiều phần xinh đẹp. Chính những điểm này đã làm anh say nắng khi lần đầu tiên nhìn thấy cô. Đang đắm chìm trong suy tưởng thì một bước chân lặng lẽ bước vào. Chốt cửa được cài ngay lập tức, một giọng quen thuộc cất lên. Gia Minh, em muốn nói chuyện với anh. Im lặng, Gia Minh không lên tiếng. Anh chán nản buông người xuống ghế sofa trong phòng làm việc. Bảo Yến không nhịn được mà bảo. Anh cứ như thế này mãi đến bao giờ? Em đã nói rồi, nếu như cô ta thực lòng yêu anh thì đã không bỏ đi như vậy và còn trả lại con cho anh, chứng tỏ người ta đã dứt khoát rồi. Bằng chứng là trong 6 năm trời anh cũng tìm mọi ngóc ngách, xong đều bặt vô âm tín. Vậy sao anh không buông bỏ? Em cũng cố hết sức mình để hòa hợp với anh. Vậy mà thứ em nhận được là gì chứ? Anh không thấy như vậy là bất công và làm tổn thương đến Gia Khánh hay sao? Cô im đi, tôi không muốn nghe cô nói nữa. Tôi nhắc lại, người tôi yêu duy nhất chỉ có Thục Đoan thôi. Cho dù cô có làm cách nào đi nữa thì cũng vô ích. Tôi không thể. Cô hãy chấp nhận và buông tay đi. Riêng về Gia Khánh, tôi vẫn yêu thương và chăm sóc nó chu đáo vì nó là con tôi. Anh... Đây là lần cuối cùng tôi nghe thấy chuyện này. Cô đừng bao giờ nhắc lại với tôi nữa. Trước mặt ba mẹ và các con, chúng ta vẫn cứ làm đúng thỏa thuận như trước đó. Còn nếu cô không chấp nhận được thì ly hôn đi. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Thế nhé. Bảo Yến bực mình đi ra. Anh vẫn như vậy, không hề yêu cô. Cô chỉ có cái vỏ bề ngoài của anh mà thôi. Cánh cửa lòng Gia Minh đã khép lại. Bảo Yến chua xót thấy anh còn nhiều yêu say đắm cô ta, cho dù cô ả đã chết. Tự dưng Bảo Yến thấy căm hận kẻ đã nằm sâu dưới ba tấc đất kia. Cô ghen, ghen với cả người đã chết. Càng tức giận hơn mỗi khi nhìn thấy một phần máu thịt của cô ta vẫn đang hiện hiện ở đây. Để có anh, cô đã phải chấp nhận nuôi con của kẻ thù, thằng Gia Bảo chết tiệt. Nó còn ở đây ngày nào thì Gia Minh còn coi cô không ra gì ngày đó. Nhưng cô không thể ném nó ra đường được, trong khi ba mẹ chồng vẫn còn hiện hữu. Đường đường chính chính, nó vẫn là cháu trai nhà họ Trần. Nó là Trần Gia Bảo. Cách đó nửa vòng trái đất cũng có một người phụ nữ đang miệt mài bên chiếc máy khâu. Cô cũng đang nhớ quay quắt về người yêu.
về những ngày xưa cũ ngọt ngào bên nhau ấy. Lúc này cô lại ước ao được đắm chìm trong vòng tay của anh để nghe lời biển hát. Vậy mà cô đã vĩnh viễn phải rời xa nó, một đi không trở lại. Rời bỏ hẳn nơi mình đã sinh ra, nơi đã gắn bó với cô biết bao nhiêu kỷ niệm, và quan trọng, đó chính là nơi tình yêu bắt đầu của cô và người ấy. Ngày ấy, Thục Đoan là một cô gái rất xinh đẹp. Cô được đúng 5 tuổi thì ba chẳng may qua đời trong một lần đi biển gặp nạn, để lại người mẹ mới gần 30 tuổi đầu tần tảo nuôi con. Bà Hường thương con gái nên không đi bước nữa. Hai mẹ con bám víu vào nhau, cuối cùng cũng qua. Hoàn cảnh của bà cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu chứ không được dư giả, nên Thục Đoan học xong cấp 3 thì ở nhà luôn và không thi đại học. Mặc cho bà Hường cứ nhất mực bảo con phải bằng mọi giá học lên cao để sau này đỡ khổ. Thục Đoan biết nếu mình học đại học thì lại phải lên Sài Gòn ít nhất hơn 4 năm. Chừng ấy thời gian mẹ sẽ phải gồng lưng lo cho cô học hành. Như vậy đã hết lâu lại còn cộng thêm cả tiền nhà trọ và đủ thứ chi phí không tên. Mặc dù học rất giỏi nhưng cô không muốn làm gánh nặng cho mẹ nên xin đi học nghề may để có thể mở tiệm và được gần mẹ. Nhờ có tính cẩn thận, lại khéo tay và sáng dạ nên Thục Đoan học rất nhanh. Chỉ một năm sau, cô đã cắt may thành thạo và có thể nhận đồ may về cho khách. Cô lại học thêm 6 tháng cắt may, nghệ thuật, nên chỉ trong vòng 2 năm, Thục Đoan đã có thể may được những chiếc váy xinh xắn, hợp mốt và một tiệm may nho nhỏ chính thức ra đời. Đúng là Thục Đoan rất hợp với công việc này và có duyên với nó nên tiệm may mới mở ra đã đông khách vì mọi người đã biết tiếng từ khi cô còn làm phụ cho chủ cũ. Nhà lại nằm ở mặt đường của một thành phố biển, thành ra công việc rất thuận lợi. Khách hàng vài người may đẹp lại giới thiệu nhau. Vì thế nên cô chủ trẻ xinh đẹp chẳng bao giờ hết việc, cuộc sống vui vẻ trôi đi. Một hôm, khi đang đi lựa vải may đồ cho khách ở trung tâm, thì Thục Đoan va phải một người. Vừa ngẩng lên, cô chợt á khẩu khi thấy đó là một chàng trai trẻ trung, phong độ, mang nét đẹp chuẩn soái ca thời nay. Túi vải trên tay cô rơi xuống đất. Vừa cúi xuống lượm lên, tay cô đã chạm phải một cánh tay rắn chắc cũng đang cúi xuống. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, cô khẽ rụt tay lại. Chàng trai ngay lập tức cất giọng. Xin lỗi cô, tôi vô ý quá. Dạ không có chi, tôi cũng không để ý nên mới va phải anh. Nói rồi cô nhận lấy túi vải rồi bước đi, đâu biết rằng sau một ánh mắt vẫn đang liếc nhìn. Đứng hình mất mấy giây, chàng trai nghĩ bụng, người đâu mà đẹp thế nhỉ. Rồi anh cất tiếng gọi. Này cô dì ơi, đợi đã. Đôi chân cô khựng lại, đôi mắt bổ câu to tròn khẽ độc, rẻ mi dợp bóng ngước lên, bốn mắt nhìn nhau đầy bâng khuâng sao xuyến. Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về. Dạ cảm ơn anh, nhà tôi cũng gần đây thôi. Tôi có gửi xe ở đằng kia, xin lỗi anh. Nói rồi cô nhẹ bước rời đi. Mấy chị bán hàng gần đấy thấy chàng trai nhìn theo cô như bị hút hồn thì mỉm cười với nhau. Một chị lên tiếng. Này cậu kia, bị bắt mất hồn rồi hả? Hoa khôi của thành phố biển đấy. Cậu có muốn làm quen không? Tôi cho địa chỉ. Tưởng rằng câu nói đùa của mình chỉ là vô thưởng vô phạt, nhưng ai dè cậu trai đẹp kia tiến lại thật. Anh chốc ngay lấy câu nói của chị rồi hỏi luôn. Người đẹp quá chị ạ, em đang muốn làm quen đây. Chị em nhà cô bé đó với. Cậu nói thật đấy à? Tôi nhìn cậu hình như không phải người ở đây. Cậu là khách du lịch hả? Vậy thì không được rồi, tôi không muốn cậu làm khổ con bé. Dạ à, em không phải là người ở đây, nhưng làm việc ở nơi này và không phải hạng người thích trêu hoa ghẹo nguyệt đâu chị. Em thực lòng muốn làm quen với cô bé, em muốn làm bạn chân thành thôi chị ơi. Một nguyện vọng hoàn toàn nghiêm túc ạ. Nghĩ thế nào, chị kia lại nói. Cô ấy là chủ tiệm may Thục Đoan trên đường Cô Giang đó. Cậu đi dọc đường ấy là thấy ngay à? Nhớ là phải đàng hoàng đó nha. Con nhỏ ấy dễ thương lắm. Trai phố trồng cây xin nườm nượp mà nó chưa duyệt ai đâu đấy. Chúc cậu may mắn nhé. Vậy là chỉ một tuần sau, chàng trai ấy đã làm quen được với cô chủ tiệm may xinh đẹp. Ngày nào người ta cũng thấy anh có mặt ở đó. Mới đầu còn lấy cớ đặt cô may quần áo, nhưng chẳng biết từ lúc nào
anh đã trở thành bạn của cô. Chàng trai ấy chính là Gia Minh, con trai của một đại gia ngành dầu khí. Không biết có phải là định mệnh mà sau nửa năm miệt mài theo đuổi cô chủ tiệm may xinh đẹp, thì Gia Minh cũng nhận được cái gật đầu ưng thuận của cô. Dường như đôi trai tài gái sắc ấy sinh ra là để dành cho nhau thì phải. Cứ rảnh một chút là Gia Minh lại chạy xe đến tiệm may của Thục Đoan, và tối nào họ cũng cùng nhau đi dạo biển. Thành phố Vũng Tàu là một thành phố biển vô cùng đẹp và thơ mộng nhất là vào ban đêm. Dưới những ngọn đèn đường, từng đôi uyên ương nắm tay nhau tình tứ. Thục Đoan và Gia Minh cũng hòa vào dòng người đi dạo biển. Tuy được sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng Thục Đoan luôn cảm thấy thành phố này lúc nào cũng mới mẻ và vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh cô lý lắc và vô tư như một nàng tiên bé nhỏ, Gia Minh cứ say đắm ngắm nhìn người anh yêu. Anh thấy mình thật may mắn khi tìm được Thục Đoan. Cô trong sáng và thánh thiện, khác hẳn những người con gái thị thành khác. Cả hai đang ngồi trên bờ đá cạnh bãi biển, chợt Thục Đoan cất tiếng hỏi. Gia đình anh đúng kiểu đại gia, còn em chỉ là một cô gái bình thường. Em sợ ba mẹ anh khi biết chuyện chúng mình sẽ không đồng ý cho anh yêu em đâu. Những nhà gia thế hào môn thường chọn gia đình môn đăng hậu đối để kết thân phải không anh? Gia Minh vuốt tóc người yêu trấn an. Đừng lo bé yêu, anh sẽ thuyết phục ba mẹ cho anh được yêu em. Anh tin kiểu gì ba mẹ cũng đồng ý khi họ nhìn thấy em. Một cô gái vừa đẹp người, đẹp nết như em thời nay khó kiếm lắm. Mà cho dù ba mẹ không đồng ý thì anh vẫn yêu em, không ai khác ngoài em cả. Đấy là anh nói nhằm trấn an người yêu và củng cố lòng tin ở cô thôi. Chứ thực ra Gia Minh biết ba mẹ anh cực kỳ khó tính trong chuyện này. Đã từ lâu họ nhắm cho anh một đám mà chỗ này anh không thích chút nào, lại là chuyên môn đăng hậu đối. Cô gái mà ba mẹ anh muốn kết hôn chính là Bảo Yến, nhưng anh không yêu cô ta. Anh không thích một cô gái quá sảnh điệu như thế này. Anh biết nếu anh chọn Thục Đoan thì không đời nào ba mẹ anh chấp nhận. Chỉ nội việc gia cảnh nhà cô so với nhà anh là quá nghèo, chưa kể đến việc cô lại không còn cha, chỉ sống với một người mẹ đơn thân. Song tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Anh tin với tình yêu và sự kiên định của mình thì không ai có thể ép buộc được, cho dù bước đầu tình yêu của hai người sẽ gặp muôn vàn trắc trở, sẽ đẩy dẫy khó khăn và sự cấm đoán. Bất giác, anh nén đi tiếng thở dài vì không muốn người yêu lo lắng. Thấy anh lặng thinh một hồi, Thục Đoan như ngầm đoán ra những suy tư của anh, cô nói. Nếu ba mẹ không cho anh yêu em, thì anh tính sao? Anh sẽ trốn đi cùng em, chỉ ở bên em thì anh mới hạnh phúc. Anh yêu em, Thục Đoan. Nhưng mọi thứ không đơn giản như họ nghĩ, sóng gió đã sắp sửa phủ xuống đầu đôi tình nhân tội nghiệp. Hôm đó sau khi đi chơi với Thục Đoan về, Gia Minh bị ba gọi vào phòng chất vấn. Gia Minh, hãy nói cho ba biết, con mới đi hẹn hò về phải không? Cô gái ấy là ai? Nói đi, đừng giấu ba. Dạ, nhưng ba phải hứa là ủng hộ con thì con mới nói. Lại đưa ra yêu sách nữa à? Con nói đi, ba không thích mặc cả. Biết sớm muộn cũng phải nói chuyện này với ba mẹ, anh liền mạnh dạn lên tiếng. Dạ, đó là một cô gái đẹp đang sống ở thành phố này. Cô ấy là chủ một tiệm may ba ạ. Cái gì? Chủ tiệm may? Con không nói đùa đấy chứ. Ba không hiểu con Bảo Yến xinh đẹp và sắc sảo như vậy, tại sao con không thích lại đi đâm đầu và yêu một cô chủ tiệm may ở cái xứ này? Con chê cái Yến ở điểm nào chứ? Dẹp ngay, ba mẹ dứt khoát không đồng ý đâu. Con nên nhớ, ba đã nói là làm đấy. Nếu con không nghe lời, ngay lập tức ba sẽ bắt con về Mỹ. Con có thể không trở lại Mỹ nữa mà sẽ ở lại Việt Nam luôn. Đây cũng là quê hương của con mà. Mong ba bình tâm mà nghĩ lại, con không thể lấy người mình không yêu cho dù có chết. Cầm ngay, đồ láo toét, uổng phí công ba mẹ đã cho con ăn học và chăm chút cho con bao năm nay. Giờ đủ lông đủ cánh rồi, con lại quay lưng với cả những người đã sinh ra mình ư? Ba thất vọng về con quá. Cuộc nói chuyện với ba trôi đi một cách nặng nề như thế. Anh trở về phòng mà tâm trạng buồn chán không thể tả. Vẫn biết rằng việc anh yêu Thục Đoan, cả nhà sẽ khó chấp nhận, nhưng anh mặc kệ tất cả. Nếu như không lấy được cô thì đời này anh chẳng yêu và lấy ai hết. Tự dưng anh cảm thấy chán ghét cái gia thế của mình.
Để làm gì nhỉ, khi người ta không đến được với nhau. Ngày hôm sau, khi vừa hết giờ, Gia Minh đã đánh xe ra khỏi gara công ty. Ngay lập tức ông Trần Băng nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Alo, cậu hãy bám theo ngay thằng Gia Minh cho tôi. Coi nó đi đến đâu và gặp ai rồi báo cho tôi biết. Dạ sếp, em sẽ đi ngay. Gia Minh không biết rằng mọi nhất cử nhất động của anh đều bị lọt vào tầm ngắm và không khó khăn gì để tên chim lợn kia biết được địa chỉ của Thục Đoan. Nhìn thấy cô, anh ta cũng phải sững người mất mấy giây và bật lên một tiếng quá đẹp. Đây là người hay tiên vậy? Thảo nào cậu chủ yêu say đắm cô cũng đúng thôi. Thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Buồn cho đôi uyên ương vì tới đây rắc rối bắt đầu phủ xuống đầu họ. Chỉ một ngày sau, khi Thục Đoan đang ngồi may đồ cho khách thì có một chiếc xe hơi sang trọng đậu sát cửa tiệm, rồi một người đàn ông trung tuổi bước vào. Theo phép lịch sự, cô mỉm cười chào khách rồi nhã nhặn hỏi. Dạ, chào chú. Chú tới may đồ phải không ạ? Xin lỗi, cô là Thục Đoan. Dạ, đúng ạ. Nghe người đàn ông hỏi vậy thì Thục Đoan hơi giật mình, trực giác mắc cho cô biết ông ấy không đến may đồ mà có mục đích khác. Không để cho cô băn khoăn lâu, ông cất giọng. Tôi là Trần Băng, ba của Trần Gia Minh. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Liệu có phiền không nhỉ? Nếu cô không ngại thì mời cô qua quán cà phê bên kia đường được không? Một chút ái ngại xen lẫn hoang mang len nhẹ trong đầu Thục Đoan, nhưng cô không hề không đi. Mặt hơi tái đi, cô ấp úng nói. Dạ được. Vậy phiền bác chờ con một chút ạ. Ông Trần Băng liền chui vào trong xe và lái sang bên kia đường. Vì là đi giải quyết việc riêng nên ông tự lái xe chứ không cần đến tài xế. Chỉ một lát sau, Thục Đoan bẽn lẽn đi vào. Ông chỉ ghế cho cô vào rồi vào đề ngay. Cô uống được cà phê không? Cần gì cứ gọi. Đúng là phong cách của một ông chủ có tiền. Ở ông luôn toát lên vẻ uy quyền, khiến cho người đối diện luôn phải e dè kiêng nể. Thục Đoan cảm thấy bản thân thừa thãi và chẳng biết nói gì. Cô thụ động ngồi nghe, biết là câu chuyện tới đây không hề vui vẻ. Qua điệu bộ và giọng nói lạnh tanh của ông thì cũng đủ chứng tỏ điều đó. Tiếng ông băng cất lên phá tan sự yên lặng đột ngột ngạt. Cô yêu Gia Minh bao lâu rồi? Cứ như một cuộc hỏi cung mà ông biết cô gái đang ngồi đối diện không được phép nói dối, Thục Đoan vân vê tà áo nói nhỏ. Dạ thưa bác, chúng con yêu nhau được nửa năm rồi ạ. Ông cất tiếng cười lạnh rồi bỗng nhếch mép tỏ vẻ khinh khỉnh. Nửa năm? Vậy cô đã hiểu gì về Gia Minh chưa? Chẳng hạn như gia đình và người thân của nó. Chắc là chưa đúng không? Tôi nói luôn cho cô biết, hai đứa không hợp nhau đâu, vì giữa cô và nó quá nhiều khác biệt. Một điều quan trọng nữa là tôi không muốn cô phải đau khổ khi biết được sự thật này. Gia Minh đã có vợ sắp cưới, giữa hai nhà chúng tôi đã đính ước, chỉ còn chờ ngày đẹp là tổ chức cho chúng nó thôi. Vì vậy, mong cô hãy biết vị trí của mình và quên nó đi. Dạ, bác nói vậy nghĩa là... Đúng thế, Gia Minh không còn độc thân và thời gian nó ở lại Việt Nam dài hay ngắn là do tôi quyết định. Mong cô hãy rút lui các trật tự. Người đẹp như cô lấy đâu chả được chồng. Nếu cô khó khăn về tài chính, tôi sẽ giúp cô. Chỉ cần cô hứa với tôi một điều là sẽ chấm dứt quan hệ với thằng Gia Minh ngay lập tức. Chỉ nghe đến đây, nước mắt Thục Đoan đã rơi trang chứa. Cô không tự chủ được mà ôm mặt khóc giấm dứt. Đoạn cô ngước mắt lên nói với ông Trần Băng. Con cảm ơn bác đã chia sẻ với con những điều này. Con sẽ cố gắng để làm theo yêu cầu của bác. Chào bác ạ. Nói rồi, không đợi ông Trần Băng lên tiếng, cô chạy vụt ra. Ông Trần Băng gọi phục vụ trả tiền và cũng rời đi ngay sau đó. Ngồi trên xe hơi, ông lẩm bẩm. Đỉa mà đòi theo chân hạt, thật là nực cười. Để xem cô còn dám bám theo con trai tôi nữa không. Vừa về đến nhà, Thục Đoan đã nằm vật ra giường. Bà Hường cũng phần nào đoán ra sự tình khi thấy ông khách kia xuất hiện. Lúc đó bà đang ở trong buồng nên đã nghe tiếng ông ta giới thiệu là ba của Gia Minh và biết rằng chuyện tình của con gái mình không có kết cục tốt đẹp. Giờ thấy Thục Đoan về với bộ dạng này thì biết ngay dự cảm của mình là đúng. Bà liền đến bên an ủi con gái. Thục Đoan, đừng buồn nữa con.
nhà mình với nhà họ không cùng giai cấp, khó có thể hòa hợp được con ạ. Ông ta đã xúc phạm con nhiều lắm phải không? Mẹ ơi, con buồn lắm. Con rất yêu Gia Minh và không muốn rời xa anh ấy. Con phải làm gì bây giờ hả mẹ? Khổ thân con tôi. Mẹ xin lỗi vì ba mẹ quá nghèo, không làm cho con mở mày mở mặt với thiên hạ được. Bà con lại chẳng may yểu mệnh. Thục Đoan cứ ôm lấy mẹ mà khóc. Cô tủi thân vô cùng. Gia Minh chính là mối tình đầu của cô, cũng là người duy nhất mà cô yêu và muốn gắn bó. Vậy mà mong muốn cũng sớm bị vùi dập là sao? Không lẽ nghèo cũng là một cái tội? Chẳng ai chọn được hoàn cảnh và cũng không thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Ba mẹ đã rất vất vả để nuôi cô lớn lên, dạy cô thành người, mang cô đến cuộc đời này. Đối với cô đó là cả một hạnh phúc rồi, không cần đòi hỏi gì thêm. Tại sao người ta lại muốn tách cô ra khỏi anh trong khi duyên trời đã đem anh đến? Cũng thời điểm đó, Bảo Yến đang ở cạnh nhà Cát Phượng. Cô có vẻ rất biết lấy lòng mẹ chồng tương lai, ôm ngang người bà như thể mẹ con gái với nhau. Cô cất tiếng nũng nịu. Bác ơi, con chỉ muốn được nhanh chóng về làm dâu bác thôi. Cứ để thế này sợ anh Gia Minh ảnh lơi lỏng đó bác. Hay đợt này con xin ba con về giúp một người thời gian, chứ để mình anh Minh đến đó con không yên tâm đâu. Rồi, cứ yên tâm đi con. Để lần này bác trai về nước, bác sẽ nói xúc tiến việc hai đứa luôn. Bảo Yến nghe như vậy thì vui như mở cờ, vì cô biết Gia Minh tuy không yêu mình nhưng lại rất nghe lời cha mẹ. Và cô tin khi ván đã đóng thuyền thì Gia Minh không thể thoát khỏi lưới tình của mình. Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân và cô sẽ phải bằng mọi giá có anh cho bằng được. Vốn ba Bảo Yến là ông Lê Tân với ông Trần Băng vừa là bạn thân lại cùng gia thế hào môn. Nếu ông Trần Băng là đại gia ngành dầu khí thì ông Lê Tân cũng là một đại gia có máu mặt trong lĩnh vực địa ốc. Ngay từ ngày đôi trẻ còn nhỏ thì hai ông đã có hứa hẹn với nhau sau này sẽ kết làm thông gia. Nhà cô lại chỉ có hai anh chị em gái mà không có con trai. Chị gái đã có gia đình và cũng đang định cư ở Mỹ. Nhà Gia Minh thì có hai người con. Trước anh là một bà chị đã có gia đình và hiện gia đình chị đang ở Vũng Tàu và là chủ một công ty thủy sản. Bảo Yến sớm sinh ra và được sống trong nhung lụa từ nhỏ nên đã sớm bộc lộ bản tính kiêu kỳ và ăn chơi đúng chất tiểu thư con nhà giàu. Học xong đại học ngành quản trị kinh doanh bên Mỹ, cô về Việt Nam để giúp ba quản lý các dự án bất động sản tiềm năng. Nên cô đi lại giữa hai nước như con thoi vậy. Còn Gia Minh cũng học đại học quản trị kinh doanh và đã có bằng MBA ở Mỹ. Sau đó, anh cứ đi về giữa Mỹ và Việt Nam để cùng ba điều hành công ty dầu khí P ở Vũng Tàu. Bảo Yến đã thầm yêu Gia Minh ngay từ ngày học trung học, nhưng anh lại không đoái hoài gì đến cô mà chỉ luôn coi cô như một cô em gái mà thôi. Chuyện đời đâu có đơn giản như vậy. Với cái mắt đẹp trai chuẩn soái ca lại con nhà gia thế thì việc Bảo Yến không mê anh mới là lạ. Nhưng Bảo Yến lại không phải là một cô gái đơn thuần. Ở cô luôn tiềm ẩn những âm mưu khó lường. Một khi cô đã muốn cái gì thì phải có nó cho bằng được. Bản thân luôn tìm cách tiếp cận Gia Minh, còn anh lại né tránh thì hỏi làm sao cô chịu cho nổi. Cuối cùng cô cũng biết được nguyên nhân vì sao Gia Minh cự tuyệt mình và không khó khăn để lần ra cái địa chỉ mà anh hay lui tới kia. Lần này cô sẽ quyết không thể để cho đối phương qua mặt mình được. Là một người tâm cơ và nhiều thủ đoạn, Bảo Yến biết nếu mình trực tiếp ra tay thì không khéo phản tác dụng mà sẽ sôi hỏng bỏng không. Khi Gia Minh phát hiện ra, vậy thì chỉ còn một cách. Sau nhiều lần thuyết phục ba mẹ không được, Gia Minh bắt đầu thay đổi kế hoạch. Anh và Thục Đoan vẫn yêu nhau ngày một say đắm, nhưng thay vì công khai thì hai người lại hẹn hò bí mật và hết sức cẩn thận mỗi khi ra ngoài. Anh biết ba luôn cài cắm người để theo dõi mình và lo cho sự an nguy của Bảo Yến nên không thể để lộ dù chỉ mảy may sơ hở. Hôm nay họ lại hẹn hò nhau. Thục Đoan nép sát người yêu lo lắng hỏi: Tình mình sẽ đi đến đâu hả anh? Em sợ. Không việc gì phải sợ cả, đã có anh ở bên, anh sẽ bảo vệ em. Thục Đoan vẫn chưa yên tâm khi nghĩ lại những lời nói của ông Trần Băng, nên chỉ bằng mấy câu trấn an của Gia Minh vẫn chưa làm cô thôi lo lắng. Bất ngờ Thục Đoan hỏi: Có thật là anh đã định ước với người ta rồi không? Cô gái ấy là ai vậy? Lẽ nào anh giấu em?
Cô ấy anh chỉ coi như em gái mà thôi, chứ không hề có tình cảm. Người anh yêu là em kìa, không ai có thể chia cắt được chúng ta. Có chết anh cũng sẽ ở bên em. Lúc này Thục Đoan mới yên lòng đôi chút. Cô biết anh rất yêu cô, nhưng để đến được hạnh phúc thì tình yêu của họ còn rất nhiều gian nan. Chợt Gia Minh nắm lấy tay Thục Đoan, nói giọng quả quyết. Em có tin anh và nguyện cùng anh đi hết cuộc đời không? Anh muốn cùng em làm một chuyện đã rồi. Chỉ đến khi gạo nấu thành cơm thì lúc ấy ba mẹ dẫu có không đồng ý cũng không được. Thục Đoan chợt rụt tay lại. Là một cô gái đoan chính, đời nào cô dám vượt rào để làm chuyện đó. Cô muốn được cả gia đình anh vui vẻ chấp nhận và đường hoàng bước chân vào nhà anh, chứ không muốn thực hiện cái hạ sách này. Song chính sự rụt rè cẩn thận này của cô đã tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen vào. Tại Queen Bee, một vũ trường sang trọng ở Sài Gòn, trong tiếng nhạc sập sình chát chúa hòa cùng ánh đèn màu lung linh huyền ảo, là một dàn các cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của đang ra sức thét gào. Bên một bàn kê ở góc phòng, hai cô gái trẻ đang uống rượu mạnh, đầu họ cũng lắc lư theo điệu nhạc một cách sành sỏi. Một người cất tiếng nói. Minh Hằng, bồ xem có thứ gì hay ho không? Mình overnight đi, đêm nay mình bao trọn gói. Hay đi karaoke bay không? Mình thấy có chỗ này tuyệt lắm, để mình gọi thêm mấy đứa nữa nhé. Bồ gọi đi, không cần nhiều, 4 tên là đủ, cả nam lẫn nữ, lẹ lên. Chỉ 15 phút sau, Minh Hằng ra hiệu cho cô bạn ngồi bên cạnh. Hiểu ý, cô ả đưa tay lên, búng tách một cái. Nhanh như điện xẹt, một tên phục vụ nhận được ám hiệu, liền đi lại. Trả tiền và không quên bo cho anh ta, rồi hai cô gái tiến ra ngoài. Ở đó đã có một chiếc Mercedes đẹp 4 chỗ chở sẵn. Bên này, hai cô gái cũng nhanh chóng lên xe riêng của mình rồi rời đi. Đến quán karaoke thì cuộc vui thác loạn mới thực sự bắt đầu. Ba cặp 6 người bắt đầu sát vào nhau, hát hò, nhưng hát thì ít mà cắn thuốc thì nhiều. Nói các quán karaoke là nơi đốt tiền của đám cô cậu, phá, của cũng đúng. Vì ở đây họ xài tiền không tiếc tay, cứ thế mà xỉa ra không cần đếm. Chủ bữa tiệc bay lắc hôm nay không ai khác chính là Bảo Yến, con gái cưng của ông chủ đại gia bất động sản Lê Tân. Ngồi ghép cặp với cô là một anh chàng nhìn cũng ngon lành, với body 6 múi và thân hình cao lớn vạm vỡ. Trông có vẻ ra dáng tay chơi với cái lưng được xăm kín một con đại bàng tung cánh. Đó chính là Thiệt, một gã nghèo kiết xác so với đám này, nhưng được cái độ chịu chơi thì có thừa. Hơn nữa, gã lại là một con chiến lòi có hạng, sẵn sàng phục vụ chị em từ A đến Z luôn khi được yêu cầu. Nói không ngoa, gã chính là một thằng điếm đực không hơn không kém, một con trống tốt mã ngoài ra chẳng có gì. Cũng vì điều này mà khi ba gã đàn ông đến nơi, Bảo Yến chấm gã ngay. Sau màn nhạc dạo đầu trên màn hình được bật lên thì đôi nào đôi ấy tận dụng triệt để sự đụng chạm xác thịt. Có vẻ như bọn này đã quá quen với những màn này thì phải. Chúng nhanh chóng bập vào nhau và sau khi cắn thuốc, tất cả đều uốn éo gợi tình hết mức có thể. Tuy đây là lần đầu tiên tiếp xúc với Bảo Yến, nhưng Thiện biết cô chính là cái mỏ vàng mà gã sẽ quyết chinh phục bằng được, cho dù phải dở hết các ngón nghề chăn gái ra. Gã bắt đầu chiến dịch tấn công người đẹp. Em đẹp như một nàng tiên, tiểu thư ạ. À? Nỡm, anh đã nói từ này lần thứ bao nhiêu rồi? Đây là lần đầu tiên anh nói ra với người đẹp. Yên tâm, anh vẫn tỉnh lắm. Anh đủ tỉnh táo để biết em là bà Hoàng trong mắt anh. Chỉ vậy thôi sao? Quá nhảm tai, tôi còn muốn nhiều hơn thế. Nhanh như cắt, Thiện cởi hết đồ ra. Trên người gã giờ còn đúng một cái quần xịt, để lộ một thân thể cường tráng và cái bản năng đàn ông lộ ra. Cô ả bên cạnh không nói gì mà chỉ đưa ánh mắt hơi đờ đẫn nhìn gã. Hiểu ý, Thiện ngồi sát vào cô rồi bắt đầu màn cọ sát, ve vuốt gợi dục. Bảo Yến được lớn lên tại Mỹ nên cô sớm đã du nhập được lối sống rất Tây, cực kỳ thoáng đãng. Chuyện sinh hoạt tình dục đối với cô cũng bình thường như chuyện đói thì ăn và khát thì uống vậy. Đưa bàn tay mạnh bạo thục hẳn vào cái quần xịt để kiểm tra. Đoạn cô mỉm cười tinh quái nói. Hàng cũng được đấy, nhưng có tốt hay không thì phải thực chiến mới biết được. Anh mới qua được cửa ải đầu tiên. Hy vọng màn dạo đầu này không tồi, tôi thích như vậy. Hai đôi bên cạnh cũng có hành động thác loạn tương tự.
những tiếng rên bắt đầu phát ra, cộng thêm âm thanh gợi tình trên màn hình và ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn màu rọi vào, thì nhìn họ chả khác gì những con ma sống hay đám súc vật cao cấp mà thôi. Bàn tay điêu luyện của gã Thiện đã phát huy tác dụng. Nó khiến Bảo Yến cong người lên sung sướng. Được chừng 15 phút, cô ả bắt đầu lồng lên như một con heo nái đến kỳ động đực. Tiếng ả cất lên đầy ma mị. Thôi, về tổ đi mấy bồ, mặc lại trang phục đi rồi phắn. Yên tâm, tìm chỗ tốt mình bay xuyên đêm. Không cần để ý đến tiền, tôi đủ sức bao mấy bồ đêm nay. Chuẩn bị nào. Tiếng của ả cất lên đầy ma lực và uy quyền như một hiệu lệnh. Dù đang phê pha cả thuốc lẫn cái thứ nhục dục đầy khoái cảm kia, nhưng bọn họ cũng hiểu ở đây không phục vụ đến sếp, nên bắt buộc bọn chúng phải tìm chỗ đáp. Mớ áo sống lại ngay lập tức được mặc vào, rồi làm ra vẻ nghiêm trang. Một tên trong bọn bấm chuông gọi phục vụ thanh toán, sau đó nhanh chóng rời đi. Địa điểm là một khách sạn hạng sang ở quận 3. Lần này thì chúng được chia ra 3 phòng. Trước khi mỗi cặp bước vào trong, gã tên Trung hỏi giọng cợt nhả. Lần này có được đổi đào không đấy em yêu? Miễn, chuyện đó tính sau. Bye, chúc vui vẻ. Bảo Yến nói xong thì liền bị Thiên lôi tuột vào phòng. Cửa nhanh chóng được chốt lại. Có trời mới biết chuyện gì xảy ra bên trong. Sau một tiếng đồng hồ quần nhau trong hoan lạc, Bảo Yến có vẻ bị Thiện chinh phục hoàn toàn. Làm sao mà cô thoát được một kẻ quá sành đời và đầy rẫy kinh nghiệm tình trường? Gã quả là một con đực có nghề. Mặc dù Bảo Yến là một cô gái ăn chơi và sớm biết đến việc quan hệ giường chiếu, nhưng đây là gã đàn ông đầu tiên khiến cô hài lòng. Mỉm cười một cách đầy thỏa mãn, Bảo Yến nói đủ cho gã nghe. Từ nay, anh sẽ là người của tôi. Mọi sinh hoạt cũng như cuộc sống của anh, tôi lo hết. Anh chỉ có việc đáp ứng yêu cầu của tôi mọi lúc, mọi nơi, làm được không? Hắn không ngần ngại mà đáp nhanh. Ok người đẹp, chỉ cần em đưa ra một cái giá thỏa đáng thì anh chiều ngay. Tính anh dễ mà, nhưng anh là một thằng hay vung tay quá chán đó cưng. Bảo Yến biết gã định làm tiền mình, liền nói trắng luôn. Tôi sẽ bao ăn ở cho anh. Ngoài ra hàng tháng, anh sẽ có 5 chai để uống được chưa? Anh sẽ ở trong một căn hộ cao cấp, nhưng đừng hòng qua mặt tôi, vì nhất cử nhất động của anh đều được chim lợn báo lại hết. Anh nhớ đó, ngoan sẽ có thưởng. Gã liếm môi rồi nuốt nước bọt đánh ực. Thời điểm năm 98 mà một tháng được nàng bơm cho 5 chai thì có nằm mơ gã cũng không dám ước. Vậy là bắt đầu từ hôm đó, gã trở thành trai bao thực thụ của một con đàn bà 22 tuổi, nhưng chảy lắm sự đời. Bảo Yến đúng là kẻ ném tiền qua cửa sổ, có một ông bố như một cỗ máy in tiền, trong tay lại có nhiều bất động sản tiềm năng, thì để đáp ứng cho cô con gái rượu một chút này thì có đáng gì chứ? Huống chi Bảo Yến lại được ba mở sẵn cho một tài khoản với số tiền không hề nhỏ trong tay. Là một người quen hưởng thụ, nên việc sắm cho mình một anh bổ trẻ khỏe đang là một trào lưu của các cô nàng con nhà hào môn. Sau đó chỉ là chuyện đổi gió và thỏa mãn nhu cầu xác thịt trước khi xác định mục tiêu cuối cùng để lấy làm chồng, thì Gia Minh mới là cái đích cho cô lựa chọn. Về mặt ăn chơi sa đọa này thì Gia Minh hoàn toàn trong sạch và anh mù tịt về cuộc sống ngoài lề của Bảo Yến. Bởi thứ quan tâm duy nhất của anh chính là Thục Đoan và thứ đến là công việc mà thôi. Ba mẹ anh và thậm chí cả ba mẹ Bảo Yến cũng không hề biết cô con gái mà họ kỳ vọng lại vô cùng danh mãnh và kinh khủng. Nó luôn được che đậy bởi cái vẻ bề ngoài giỏi giang, sắc sảo có nghề. Và để đưa Bảo Yến vào mê hồn trận thì gã Thiện chính là một tác nhân đắc lực quyết định độ chịu chơi của cô. Phải công nhận, Bảo Yến là một cô gái mạnh mẽ, chuyện ái ân. Chỉ cần cô ta thích lúc nào thì Thiện phải phục vụ lúc ấy bất chấp thời tiết, bất chấp mọi thứ xung quanh. Tuy là người sành điệu và có thừa các kỹ năng ngửa thai, nhưng cô ả cũng đã phải vào bệnh viện giải quyết 5 lần cái mà ả cho là của nợ bất đắc dĩ. Tính Bảo Yến bình thường quyết đoán và mạnh mẽ như đàn ông, trên giường cũng vậy. Ả đặt ra tình huống và giải quyết nó nhanh như một nốt nhạc. Một khi đã hướng lên rồi thì tất cả chỉ là muỗi. Và các cụ thường nói, đi đêm lắm cũng phải tóm được con gà. Sau nhiều lần kế hoạch, nhưng đến khi sướng lên thì đếch ai mà kìm hãm được cái sự sung sướng ấy lại. Và hậu quả nhãn tiền, ả lại phải nhận cho 5 lần nạo hút thai không mong muốn.
à đến phòng Bạch Tư nhiều, đến nỗi chị bác sĩ cũng phải nhãn mặt. Trong một lần khám cho à, chị này đã động lòng trắc ẩn và khuyên: theo chị, em nên cực kỳ cẩn thận cho những lần sau, vì tử cung của em mỏng lắm rồi. Nếu cứ đà này thì em sẽ đối mặt với hệ lụy vô sinh đấy. Đây là lời nói thật chứ không phải dọa em đâu. Nghe chị bác sĩ nói, à cũng thoáng giật mình. Một chút bản năng làm mẹ trỗi dậy, đánh thức lương tâm à. Bụng bảo dạ: vậy thì mình phải nhanh chóng đưa Gia Minh vào chồng thôi. Lần sau phải có bầu cho bằng được, và kiểu gì cũng phải đẻ. Một kế hoạch đã được ủ mưu và sẽ sớm được răng ra. Chỉ tội cho anh chàng Gia Minh và cô gái thục đoan xinh đẹp của chúng ta đã sắp sửa bị chia lìa. 5 giờ chiều, Bảo Yến lái xe vào siêu thị, mua một số thức ăn nhanh và ghé vào một tiệm cơm gà, dinh nguyên một con gà luộc về, rồi trực chỉ căn hộ Green Town thẳng tiến. Thiện đang nằm dài xem tivi. Từ ngày làm trai bao cho Bảo Yến thì gã chỉ được giao du với đám bạn trong một giới hạn cho phép nhất định. Cho phép, còn lại thì toàn ở nhà. Gã biết móc được tiền của gái cũng không phải là dễ, nhất là một cô nàng lắm tiền nhiều của và lại có chút học vấn như Bảo Yến thế này, thì đồng tiền bỏ ra phải đúng đối tượng. Tuy không nói thẳng ra, nhưng gã biết thừa luật bất thành văn là gã tuyệt đối không được lớn sớ với cô nào. Chỉ cần lén phén với con mái nào khác thì cái mỏ vàng ngay lập tức sẽ không phải là của gã. Nên mặc dù nhàn hạ, nhưng gã chả dại gì mà động vào tổ kiến lửa. Không bị phù mỏ thì cũng sưng chân. Gã khôn chán, thành ra để giết thời gian thì gã lại muốn băng sách về để xem và nhằm tăng những kỹ năng giường chiếu. Bảo Yến cũng rất biết chiều lòng gã khi liên tục lấp đầy cái tủ lạnh đủ thứ đồ ăn bổ dưỡng. Đúng là no cơm ấm cật, rậm rật tấm thân là có thật. Và mỗi khi ả đến là cả hai lại ngấu nghiến vồ lấy nhau như những kẻ khát tình thực sự. Và lần này hình như ả đã thành công. Hôm nay đúng là giữa chu kỳ rụng trứng của ả. Ả sẽ thả cho có bầu, bởi đã nhiều lần gài bẫy Gia Minh nhưng không được. Ả biết anh vẫn còn say, còn thợ may lắm. Vậy thì ả sẽ là người cắt đứt sợi dây tình cảm đó. Gia Minh sẽ là của ả, chỉ của ả mà thôi. Quả thực, bộ phận sinh sản của Bảo Yến cực kỳ nhạy bén. Chỉ một tháng sau đó, ả đã thành công khi phát hiện không có ngày đèn đỏ. Ngay lập tức, ả ra tiệm thuốc mua một que thử thai. Nhìn thấy hai vạch hồng xuất hiện đỏ chói trên quick stick, ả vui mừng như muốn nhảy cẫng lên. Bây giờ mới là lúc cần phải ra tay và quyết định sự thành bại trong chiến dịch chinh phục trái tim của chàng cao bồi Miễn Viễn Tây. Ả vẫn quen gọi là Gia Minh như vậy. Ả không dại gì mà thông báo tin này cho Thiện. Hắn ta biết càng muộn càng tốt. Chỉ khi nào kế hoạch thành công, ả mới chính thức chấm dứt hợp đồng với tên điếm được ấy. Và vận may đã đến với ả nhanh hơn cả mong đợi, và chẳng cần phải tốn công phí sức làm gì. 3 ngày sau, Gia Minh có quyết định về Mỹ. Anh buồn bã chia tay Thục Đoan và hẹn ngày trở lại, cho dù anh biết lần này có thể sẽ rất lâu anh mới được trở lại với cô. Công ty mẹ bên ấy cần một giám đốc kinh doanh điều hành, và anh chính là lựa chọn số 1. Đối với ông Trần Băng thì quyết định đưa Gia Minh trở về chính là một quyết định sáng suốt và nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể hoàn thành tách anh ra khỏi Thục Đoan, vừa mượn gió đẩy thuyền làm đám cưới luôn cho anh và Bảo Yến. Chuyện này ông mới chỉ bàn với Lê Tân và vợ, chứ không hề để lộ cho Gia Minh biết, đề phòng anh sẽ phá bĩnh ở phút chót. Về Mỹ được 2 ngày, Gia Minh liên tục gọi điện thoại cho Thục Đoan. Vì ngày ấy điện thoại di động vẫn chưa phổ biến như bây giờ, nên trước khi đi, anh đã chủ động kêu bưu điện đến lắp cho nhà cô một cái máy điện thoại đường dài để tiện bề sinh hoạt, và hễ cứ rảnh lúc nào là anh lại gọi về tâm sự với người yêu. Họ lại phải chấp nhận yêu xa một thời gian như thế. Sang ngày thứ 3 thì đám bạn bè của Gia Minh bên Mỹ hay tin về anh. Mấy anh bạn lại rủ anh đi ba nhậu một bữa thật say. Biết vậy nên trước khi đi, Gia Minh đã kêu taxi chứ không lái xe riêng. Và hôm đó là lần đầu tiên anh trở về nhà trong trạng thái say bí tỉ. Khi lái xe dừng trước cửa nhà, bà Cát Phượng ngay lập tức gọi cho Bảo Yến dìu anh vào. Cô ta quả là biết chớp thời cơ. Lúc nhận được tin Gia Minh về Mỹ thì ngay lập tức Bảo Yến cũng được bác đặt vé để bay luôn và chỉ cần một ngày nghỉ ngơi. Hôm sau cô ta đã đến nhà ghé thăm bà Cát Phượng, thực chất là để tiếp cận Gia Minh.
Trời ơi, uống gì mà xỉn dữ vậy trời? Giúp bác dìu nó về phòng đi con. Gia Minh ngước đôi mắt toàn màu bia rượu lên chào mẹ. Con chào mẹ. Khó khăn lắm, hai người mới đưa được anh về phòng riêng và chỉ cần có thế, anh lập tức đổ ập xuống giường và không biết gì nữa. Bà Cát Phượng nháy mắt với Bảo Yến. Bây giờ bác dạo lại nó cho con đấy. Chăm sóc nó thế nào là việc của con. Nếu yêu Gia Minh, con sẽ biết mình phải làm gì. Con đã sẵn sàng chưa? Dạ, con cảm ơn mẹ. Bảo Yến sung sướng gọi bà là mẹ, không một phút do dự, rồi bẽn lẽn gật đầu. Đoạn cô ta cầm ngay lấy một cái khăn ấm, đi vào phòng Gia Minh. Đang đi thì bà Cát Phượng gọi giật lại. Hai đứa cứ việc ngủ cho thoải mái, mai không cần dậy sớm đâu. Thế rồi cánh cửa phòng nhanh chóng được đóng lại. Bảo Yến nhìn Gia Minh đang nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, miệng khẽ nhếch lên lẩm bẩm. Cuối cùng thì anh cũng thuộc về em. Chúng ta cùng phối hợp tác chiến nhé anh yêu. Cô ả quả là một con cáo giả lắm chiêu. Vỗ vào người Gia Minh mấy cái mà anh vẫn nằm im không động đậy. Cô liền làm bộ vừa cởi đồ cho anh, vừa lấy khăn ấm lau người. Chỉ một loáng thân thể Gia Minh đã lụy 100%. Bảo Yến cũng cởi đồ của mình, rồi quăng tất cả đám quần áo xuống chân giường, rồi nằm xuống bên anh. Một người say nằm bên một người tỉnh thì có khác nào đánh nhau. Tình cảnh của Gia Minh hiện giờ y như vậy. Mặc cho Bảo Yến lăn qua lăn lộn vần vò anh, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô hiệu. Gia Minh vẫn ngủ say như chết. Cuối cùng Bảo Yến đành bất lực mà ôm cứng lấy anh. Giấc ngủ cũng đến với cô thật muộn màng. 6 giờ sáng hôm sau, trong khi Bảo Yến vẫn ngủ say thì Gia Minh đã giật mình choàng tỉnh. Điều đầu tiên là anh thấy thân mình nặng trĩu, dụi mắt mấy lần để xem cái thứ quỷ quái gì đang đè lên chân mình thì anh chợt tá hỏa khi thấy trước mặt mình là hai thân thể trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Một người không ai khác chính là anh, còn người kia là ai? Lấy hết sức bình sinh, anh lay mạnh người bên cạnh thì một tiếng ngái ngủ cất lên. Ừ, để yên nào. A a. Bảo Yến mở choàng mắt và cô cũng á khẩu ngay sau đó khi thấy Gia Minh đang nhìn mình chằm chằm. Tỏ vẻ hoảng hốt ngay lập tức, cô la vào Gia Minh, vừa khóc vừa đấm thủng thủp vào người anh. Anh ác lắm, anh đã phá hoại đời em rồi, bắt đền anh. Cái gì? Là em, Bảo Yến, tại sao em lại vào đây? Em không biết đâu, anh vần vò em suốt đêm qua, giờ lại nói thế à? Những lời cáo buộc của Bảo Yến làm anh tái mặt. Vớ vội quần áo mặc vào, anh lắc mạnh đầu mấy cái nhưng tuyệt nhiên không nhớ gì cả. Anh thấy đầu óc mình nặng trịch và đau ê ẩm, còn Bảo Yến sau khi mặc đồ xong vẫn ấm ức khóc và trách cứ anh. Anh chỉ biết sướng bản thân thôi, sau đó thì mặc kệ em muốn ra sao thì ra. Giờ anh lại chối bỏ tất cả, em biết làm sao đây? Nhất thời Gia Minh không biết làm gì cả, anh chỉ biết gãi đầu gãi tai khi bị lâm vào tình huống dở khóc dở cười này. Tại sao lại như vậy chứ? Anh nghĩ là mình không làm gì cô ấy cả, song sự thật đều bày ra trước mắt thế này thì ai tin anh đây? Anh xin lỗi, thực tình anh không nhớ gì cả, nhưng anh nghĩ mình không hề làm điều gì sai với em. Giờ mà anh còn nói thế à? Anh không yêu em cũng được, việc gì phải chối đây đẩy ra như vậy? Không yêu người ta mà vần vò suốt đêm là sao? Nói rồi, cô đẩy cửa bước ra ngoài, nước mắt vẫn rơi chứa chan. Bảo Yến đi như chạy về phía gara. Bà Cát Phượng trông thấy thì chạy theo. Nhìn bộ dạng cô biết ngay là có chuyện. Bà kéo tay Bảo Yến lại rồi lên tiếng dỗ dành. Làm sao thế con? Hai đứa lại gây nhau à? Thằng Gia Minh nó ăn hiếp con phải không? Nói bác nghe coi. Mà tự dưng đùng đùng bỏ về là sao? Vào đây nào. Bảo Yến biết vai kịch của mình đóng đã đạt. Trong bụng cô cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nước mắt ngắn dài, sụt sịt, cố diễn cho tròn vai. Anh Gia Minh, con khổ quá bác ơi. Sau một hồi tỉ tê, thì bà Cát Phượng cũng biết được nguyên nhân Bảo Yến tính bỏ về. Thì ra con trai bà đã lén ăn trái cấm con nhà người ta rồi chối tội. Vuốt tóc Bảo Yến, bà an ủi. Thôi nào, nín đi. Yên tâm, để bác phạt thằng Gia Minh. Đàn ông vẫn như vậy mà, dám làm mà không dám chịu.
Nhưng thôi, đây là chuyện vui. Đằng nào con cũng sẽ là con dâu nhà họ Trần. Nhân vụ này chúng ta sẽ tổ chức cưới cho các con luôn. Vui lên con. Đoạn bà bước nhanh đến trước cửa phòng Gia Minh gọi lớn. Gia Minh, con ra đây cho mẹ nhanh lên. Gia Minh mặt đỏ như gấc, gãi đầu gãi tai đi ra. Anh biết là chuyện gì rồi. Nhìn Bảo Yến đang đứng sau mẹ mình thì anh hiểu ra tất cả. Sau khi ngồi yên vị thế trên ghế, bà Cát Phượng nhìn con trai phán một câu như vị quan tòa đang nghị án vậy. Mẹ nghĩ con phải có trách nhiệm với Bảo Yến. Chuyện cũng chẳng có gì to tát mà để cho Yến nó buồn. Thôi được, lần này ba con về, hai nhà chúng ta sẽ nói chuyện và tổ chức cưới cho các con luôn. Yên bề gia thất rồi phát triển sự nghiệp nữa con ạ. Kìa mẹ, nhưng con không làm gì cả. Con chỉ coi Bảo Yến như một cô em gái mà thôi. Bà Cát Phượng thấy bực bội vì cậu con trai bướng bỉnh của mình, liền giơ tay lên tát cho anh một cái. Miệng bà run rẩy vì tức giận. Con dám ăn nói kiểu ấy à? Vậy con giải thích sao về việc này? Im lặng vì Gia Minh không biết nói gì trong lúc này. Mọi bằng chứng đều chống lại anh. Bảo Yến lúc này sụt sịt, vừa khóc vừa nói, có vẻ oan ức lắm. Anh ấy đã không nhận thì bác cũng đừng ép nữa à. Chỉ khổ con yêu đơn phương nên phải chịu thôi. Giả như lúc đó mà có cái máy ảnh hay máy quay phim thì em sẽ ghi lại tất cả coi. Anh còn nói được không? Bà Cát Phượng lại ra sức dỗ vỗ về cô làm. Thôi nín đi con. Đàn ông nóng tính, nó nói vậy mà không phải vậy đâu. Để bác làm chủ cho con, yên tâm nhé. Đúng là công hiệu. Hải Yến chỉ cần nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu ra đã lừa được cả Bạc Phượng lẫn Gia Minh. Thật oan ức cho anh, vì đêm qua nhậu quá xỉn nên đâu có biết trời trăng là gì. Khi được Bảo Yến và mẹ dìu vào phòng, anh đổ vật ra giường và ngủ say như chết luôn. Thậm chí anh còn chẳng hề biết có người đã giở trò trước mặt mình và Bảo Yến đã ngủ cùng anh suốt đêm nữa. Tiếc là so với Bảo Yến thì Gia Minh chỉ như một chú cừu non trước một con sói nhà nghề mà thôi. Xem ra cú ngã này đã đánh gục anh hoàn toàn và anh chính là kẻ thua cuộc trước một ả đàn bà đầy mưu mô và nham hiểm. Mấy ngày sau, Gia Minh chán trường không thiết làm gì cả, thậm chí đến việc gọi điện cho Thục Đoan là thú vui mà hàng ngày anh vẫn làm thì giờ đây anh cũng không dám gọi. Anh sợ phải đối diện với cô, sợ không chịu được mà phun ra hết sự thật. Anh đâu biết rằng cách đây nửa vòng trái đất, Thục Đoan lòng cũng như có lửa vì biết bao câu hỏi đè nặng. Cô cứ liên tục nhìn vào chiếc điện thoại bàn nhưng nó vẫn im lặng như một vật vô tri vô giác. Một tuần sau, ông Trần Băng bay về Mỹ. Lần này ông về không phải giải quyết công việc của công ty mà là để lo cho chuyện trăm năm của cậu con trai quý tử. Gia Minh vẫn nhất quyết không đồng ý với mối nhân duyên này. Anh vẫn kiên định một lòng yêu Thục Đoan chứ không chịu làm đám cưới với Bảo Yến. Trong cuộc họp gia đình tối hôm ấy, sau khi bắt ép anh không được, ông Trần Băng đã nêu ra tối hậu thư cho anh lựa chọn. Mày giỏi lắm, tao nói cho mày biết mày, chỉ có một lựa chọn, lấy hoặc không thôi. Nếu mày đồng ý làm đám cưới, thì tao cũng coi như không có chuyện gì. Còn không thì, ngay ngày hôm nay, tao chính thức từ mặt mày, vợ chồng tao sẽ không chấp nhận mày là con nữa. Toàn bộ cổ phần trong công ty của mày sẽ bị tịch thu lại, mày hãy chọn đi. Bà Cát Phượng lúc này cũng bù lu bù loa nói. Trời ơi là trời, tôi nuôi con mấy chục năm mà nó không coi tôi bằng một con người ngoài trời ơi. Mày làm xấu mặt ba mẹ mình quá Minh ơi. Sao tao lại có đứa con cứng đầu cứng cổ như mày chứ? Con xin ba mẹ, cái gì con cũng có thể nghe lời ba mẹ. Nhưng riêng chuyện tình duyên hai người, hãy cho con tự lựa chọn được không? Lấy một người không hề yêu thương thì khác nào cực hình tra tấn nhau. Mà như vậy thì hôn nhân trở thành nhà tù đó ba mẹ. Có chết con cũng không lấy cô ta đâu. Cút ngay. Mày hãy bước ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Tao cũng nói luôn cho mày biết này. Mày mà không lấy con Bảo Yến thì mày cũng không thể hạnh phúc với con bé kia được đâu. Nên nhớ thành phố Vũng Tàu nhỏ bé lắm. Tao không đảm bảo điều gì sẽ xảy ra với hai mẹ con nhà nó đâu. Mày hãy suy xét cho kỹ. Đừng nghĩ tao nói đùa. Trời ơi, anh không ngờ ba anh lại hành xử như một tên xã hội đen như vậy. Nếu đúng như lời ba nói và anh không lấy Bảo Yến thì mọi rắc rối liên lụy sẽ trút xuống đầu Thục Đoan. Mà như vậy anh không cam lòng.
Anh không thể gây nguy hiểm cho cô được. Anh quá hiểu tính ba. Ông Trần Băng không hề nói suông. Để đạt được mục đích của mình, ông sẽ bất chấp thủ đoạn. Điều này anh quá rõ mà. Buông người xuống ghế, anh thở dài bất lực. Lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, anh biết phải làm sao đây? Ông Trần Băng quả là một người tâm cơ. Ông biết con trai ông sắp bị đánh bại. Để bảo vệ con bé kia thì nó không thể có lựa chọn nào khác. Chỉ cần nó đồng ý làm đám cưới thì mọi chuyện coi như xong. Ông cũng không bị mất mặt với ông Lê Tân, mà một khi hai nhà đã kết hợp thì khác nào hổ mọc thêm cánh. Tham vọng của ông quá lớn. Ông muốn mình sẽ thành lập cả tập đoàn chứ không chỉ là một tổng công ty, và vì vậy phải có sự giúp sức của ông Tân mới được. Hất mặt về phía Gia Minh, ông nói giọng lạnh tanh. Mày khó xử lắm phải không? Tao sẽ cho mày 3 ngày để suy nghĩ trước khi trả lời. Đừng dại dột con ạ. Hãy nghĩ đến cục diện của mình. Chỉ cần mày nói không thì con bé kia sẽ bị liên lụy. Mà việc này không dừng lại ở đây nữa rồi. Chuyện mày làm với con Bảo Yến rồi lại một mực phủ nhận, nhà người ta cũng biết cả. Họ đang rất bực tức đấy. Và cái con bé Thục Đoan kia chắc gì đã được yên khi bị đưa vào tầm ngắm. Hãy thông minh lên con trai, suy xét sự việc bằng cái đầu lạnh chứ đừng bằng con tim. Thế nhé, ba mong sớm được nhận câu trả lời từ con. Nói xong, ông đưa mắt cho bà Cát Phượng, kiểu ông đấm bà xoa này quá quen thuộc với bà rồi. Sau khi ông Băng rút về phòng, bà ngồi tỉ tê với con trai một lúc rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại một mình Gia Minh với mớ bỏng bong hỗn độn. Đúng 3 ngày sau, ông Băng đã có cuộc nói chuyện với con trai của mình và cuối cùng, đúng như ông dự đoán, Gia Minh đã phải gật đầu ưng thuận. Anh buồn bã nói, con đồng ý lấy cô ta làm vợ, coi như đó là việc trả nghĩa đối với ba mẹ, nhưng sẽ không có chuyện con yêu cô ta đâu. Ba mẹ hãy hứa với con một điều, đó là ba tuyệt đối không được làm gì hại đến mẹ con Thục Đoan. Cô ấy hoàn toàn vô tội và rất đáng thương. Vỗ vỗ vào vai con trai, ra chiều thông cảm, ông nói, yên tâm đi con trai, ba là bậc quân tử không nói hai lời. 2 ngày nữa, gia đình ta sẽ sang nhà Bảo Yến để làm lễ dạm hỏi và định ngày cưới của các con luôn. Có nhanh quá không ba? Không, cưới vợ là cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha. Con không nghe các cụ nói câu này à? Việc của con bây giờ là thư giãn để chuẩn bị làm chú rể. Mà ba kiểm tra cước được cuộc gọi đường dài, thấy con gọi về Việt Nam hơi nhiều đấy. Chấm dứt ngay và luôn cho ba. Ba nói vậy chắc con hiểu. Vậy là mọi chuyện anh làm đều bị lọt vào tầm ngắm. Ngay cả việc điện thoại cho Thục Đoan cũng bắt đầu bị kiểm soát. Anh đang bị giam lỏng chính trong ngôi nhà của mình. Nửa tháng sau, dưới sức ép của gia đình và bên ba mẹ Bảo Yến mà Gia Minh buộc phải làm đám cưới với cô. Người vui nhất trong đám cưới này có lẽ là Bảo Yến, bởi cô đã thành công và là người chiến thắng trong chiến dịch chinh phục trái tim của Gia Minh. Trái ngược với tâm trạng vui như hội của cô thì Gia Minh mặt mày ủ rũ như đưa đám. Sáng nay anh đã phải trốn ra ngoài một lúc để gọi điện thoại công cộng về cho Thục Đoan. Mặc dù không muốn nhưng anh vẫn bắt buộc phải nói dối cô rằng thời gian này rất bận nên không điện thoại thường xuyên được. Anh biết cô buồn, anh cũng nào có vui hơn. Lồng ngực anh đang bị bóp nghẹt và con tim đau buốt như có hàng vạn mũi kim đang đâm vào. Anh muốn vứt bỏ tất cả để bay thật nhanh về bên cô, muốn mình có thêm đôi cánh như chim để có thể bay không biết mỏi. Anh muốn gào thật to rằng, Thục Đoan ơi, anh đành lỗi hẹn với em rồi. Trên đời này anh chỉ yêu em thôi, nhưng anh lại không thể đem đến cho em một bên bờ hạnh phúc, một mái ấm bình yên. Anh xin lỗi. Trong khi ấy, Thục Đoan cũng đang cảm nhận được có gì đó không ổn từ nơi anh. Là một người con gái tinh tế và nhạy cảm, cô thấy lo lắng và sợ hãi mơ hồ bởi chưa bao giờ anh có cách nói chuyện gấp gáp như vậy. Cứ như thể nếu không nói chuyện với cô hôm nay, thì ngày mai anh không còn cơ hội nữa. Có gì xảy ra với anh vậy Gia Minh? Đừng dối em và đừng làm em sợ. Em yêu và nhớ anh nhiều lắm. Bao giờ thì anh trở lại Việt Nam? Lần này chắc sẽ lâu anh mới trở lại, vì dự án bên này vẫn còn dang dở. Nhưng em đừng lo cho anh. Dù có cách xa muôn trùng thì anh vẫn yêu em. Hãy chờ anh trở về em nhé. Anh biết đó là những lời nói dối nhưng vẫn cứ thốt ra. Còn tim anh đành rên xiết những lời tự đáy lòng
mà không thể nói. Thục Đoan ơi, anh là một thằng đàn ông tồi tệ. Anh đã vương bụi vào đời em. Anh không xứng đáng được em yêu, càng không xứng được em chờ đợi. Đúng ngày hôm nay, con tim anh đã chết. Nó đã thuộc về người khác. Ngày hôm nay, anh phải lên xe hoa với một người không phải là em. Một người anh không hề yêu thương, nhung nhớ. Tại sao vậy? Sao ông trời lại nỡ oái oăm? Đám cưới ở bên Mỹ không đông như bên Việt Nam. Chỉ có một số người thân và bạn bè đến chia vui và dự tiệc ở nhà hàng. Trong tiệc cưới, không khó để nhận ra tâm trạng hoàn toàn trái ngược của cô dâu và chú rể. Cô dâu tươi cười thỏa mãn bao nhiêu, thì chú rể lại thờ ơ, lạnh lùng bấy nhiêu. Anh đi chào bàn và uống cạn những ly bia mà bạn bè nâng cốc. Anh muốn mình thật say để quên đi tất cả, và điều quan trọng là anh không muốn cùng Bảo Yến động phòng trong đêm tân hôn. Và đêm ấy, một kẻ ngủ say và một kẻ hận tình chôn chặt trong tim. Một đêm thật buồn bã với hai kẻ lạc trôi. Bảo Yến thực sự chưa bao giờ và cũng không bao giờ có được trái tim của Gia Minh, cho dù cô có là ai đi chăng nữa. Màn đêm buông xuống từ lâu, nhưng Bảo Yến vẫn không thể nào yên giấc. Nước mắt căm hận lăn dài, cô mí môi lại lẩm bẩm. Tôi đã không được hạnh phúc, thì cô cũng đừng mong có được anh ấy nhé, Thục Đoan. Còn đàn bà khốn nạn, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tất cả sẽ được cộng dồn, và khi nào cần, tôi sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Chó chết mà. Và dẫu cho cô có vần vò lăn lộn anh như trái banh, thì Gia Minh vẫn cứ nằm yên không nhúc nhích. Cứ như thể anh là một con sâu ngủ vậy. Đây là đêm thứ hai trong căn phòng này, nhưng cô chưa thể có anh, cho dù là thứ tình cảm xác thịt. Cô biết trái tim anh đang ngập tràn hình ảnh của người con gái ấy. Càng nghĩ Bảo Yến càng tức điên, song cô không dễ dàng buông xuôi. Cứ những lúc như thế này thì đầu óc cô lại hoạt động và âm mưu thâm độc lại được nhóm lên. Bảo Yến lại cởi bỏ hết quần áo Gia Minh và của mình như lần trước, coi như thêm một lần đóng kịch. Cô vừa là đạo diễn, lại vừa là diễn viên. Bỗng dưng bão lòng nổi lên và cơn dục vọng tìm đến. Một bên đang hừng hực bốc lửa, còn một bên như một đống tro tàn. Ngọn lửa khát tình trong cô ngay lập tức bị dập tắt. Bỗng dưng bên tai cô lại vang vọng bài hát Chuyện ba người. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hát hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn. Thêm vài lần say xỉn như vậy, thì một hôm trong bữa ăn, Bảo Yến bỗng chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Mặt cô tái xanh khiến bà Cát Phượng lo lắng. Đi đến bên con dâu, bà nhẹ nhàng hỏi: Có làm sao không con? Cố gắng mà ăn con ạ. Dạ không sao đâu mẹ, chắc phụ nữ ai cũng vậy thôi, con chịu được. Chỉ có điều cứ mỗi lần ngửi thấy mùi đồ ăn là con lại mắc ói. Bà Phượng bỗng giãn ngay nét mặt và mỉm cười nói: Con ngén rồi phải không? Tốt quá, vậy là nhà ta sắp có cháu đích tôn rồi. Gia Minh, con phải chú ý chăm sóc cho vợ nghe chưa? Bảo Yến nghe bà Phượng nói vậy thì lén lén quan sát thái độ của Gia Minh. Thấy anh vẫn điềm nhiên như không, chứng tỏ anh không hề vui mừng khi nghe tin này. Nhưng thực ra khi nghe Yến nói cái tin ấy, anh có hơi giật mình thật. Số lần ân ái cùng cô chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu hết đều rơi vào những ngày say xỉn. Vậy mà lại có thai được. So với trách nhiệm hiện tại của mình, dù không muốn anh vẫn cứ phải làm bộ mặt quan tâm đến cô. Em có thai rồi thì đi đứng cũng nên cẩn thận một chút. Nếu cần đi khám bác sĩ thì bảo anh. Tất cả là mong cho con được khỏe mạnh. Ngưng một lát, anh nói tiếp: Mà em cũng nên tính lại, vì chúng ta sinh hoạt toàn vào lúc anh say xỉn, sợ khi sinh con ra sẽ bị ảnh hưởng. Hay là... Không kịp để cho anh nói hết câu, bà Phượng đã cắt lời: Con nói cái gì kỳ vậy? Nhất định không được làm gì hết, phải tội chết. Dù sao nó cũng là cháu mẹ. Khoa học giờ hiện đại rồi, ba mẹ thông minh, không lý gì mà đẻ ra con đần độn cả. Còn chuyện rượu bia thì đàn ông nào chả có. Giả như lúc có bầu, Bảo Yến bị bệnh hay cảm cúm thì mới sợ. Cái này con phải cố gắng tránh cho mẹ. Từ mai không đi đâu hết, cần thì bảo chồng con lái xe đưa đi nha. Gia Minh chán nản bỏ đi chỗ khác. Đâu biết đằng sau Bảo Yến đang cười thầm đắc thắng, vì cuối cùng cô ta đã thành công trong việc gài bẫy anh. Mới cưới nhau một tháng
và cách thai của cô cũng đã hơn 2 tháng rồi, nhưng nào có nhằm nhò gì. Tới lúc sinh, cô sẽ làm việc với bác sĩ để họ thông báo đứa bé được sinh non. Nghe mẹ cô nói bầu con so mấy, mấy ai sinh đủ tháng đủ ngày đâu. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy mà Bảo Yến đã có bầu được 7 tháng, nhưng thực ra đứa bé trong bụng đã được hơn 8 tháng rồi. Cái này chỉ có mình cô biết mà thôi. Vì làm dâu trong gia đình quyền quý, vật chất dư thừa nên Bảo Yến tăng cân rất tốt, lại được mẹ đẻ mua đồ bồi dưỡng cho liên tục, thành ra nhìn cô có vẻ nặng nề lắm rồi. Gia Minh thì lòng dạ lúc nào cũng nóng như lửa đốt vì nhớ thương Thục Đoan. Chỉ cần hở ra một chút là anh lại chạy đến tiệm điện thoại để gọi điện về cho cô. Vì không gọi điện bằng máy nhà nên ông Trần Băng cũng không thể kiểm soát được các cuộc gọi. Chỉ mong cho Bảo Yến đẻ xong để anh được trở lại Việt Nam với người yêu. Ông Trần Băng cũng nói khi nào Bảo Yến sinh nở mẹ tròn con vuông thì sẽ cho anh sang Việt Nam thay ông quản lý chi nhánh bên ấy. Vậy là anh chỉ mong ngày mong đêm cho thời gian qua mau để được thoát khỏi vòng kiểm tỏa của gia đình và Bảo Yến. Thú thực anh không thích gần gũi cô ta chút nào, không muốn nói là cực kỳ ác cảm. Anh biết Bảo Yến là một cô gái nhiều tâm cơ và đầy tham vọng, nên việc đêm đó lợi dụng anh say để vào ngủ với anh đã là điều không thể nào chấp nhận được. Anh rất ghét phụ nữ kiểu này. Vì vậy Bảo Yến càng mất điểm trong mắt anh, mặc dù trước đây anh luôn coi cô như một cô em gái. Cuối cùng ngày chờ đợi cũng đến. Hôm đó đang ở văn phòng công ty thì anh nhận được điện thoại. Vừa cầm máy lên thì đó là tiếng của Bảo Yến. Trong máy giọng cô ta hổn hển đứt quãng. Anh về ngay đi, em đau bụng quá. Cái gì? Em bị làm sao? Có ngã ở đâu không? Còn cả tháng nữa mới sinh mà. Em không ngã. Ui da, đau quá. Nói rồi cô ta cúp máy. Gia Minh đành phải gác lại mọi việc để về. Vừa chạy xe vào sân, anh đã thấy tiếng mẹ hối thúc. Đồ đạc xong hết rồi, con mau chở vợ đến bệnh viện đi. Mẹ nó có dấu hiệu sinh sớm thì phải. Đến nơi, sau khi thăm khám, bác sĩ nói với anh. Cô ấy có dấu hiệu sinh rồi, vậy là sớm hơn một tháng so với dự tính. Nhưng anh yên tâm, tôi thấy em bé phát triển đầy đủ nên không ngại. Nhiều đứa trẻ sinh non mới có 7 tháng còn nuôi được, huống chi con anh đã 8 tháng rồi. Thế nhé, cả nhà ở ngoài chờ đợi, khi nào sinh sẽ có thông báo trên bảng điện tử. Nói rồi, cô bác sĩ đóng cửa đi vào. 2 tiếng sau, trên bảng điện tử xuất hiện dòng chữ thông báo Bảo Yến đã sinh, là một bé trai nặng 3,7 cân. Bà Phượng và bà Tiên, mẹ đẻ của cô mừng quá ôm chầm lấy nhau. Cuối cùng Bảo Yến cũng hạ sinh cho nhà họ Trần một đứa cháu trai bụ bẫm. Khỏi nói, gia đình hai bên ai cũng mừng, nhất là ông bà Băng Phượng. Còn Gia Minh nói thế nào nhỉ? Thực ra khi biết mình có một đứa con, anh cũng cảm động và thấy bản thân có trách nhiệm hơn. Nhưng giá như đứa con này được sinh ra bởi Thục Đoan thì anh sẽ là người hạnh phúc lắm. Tiếc rằng Bảo Yến sinh con cho nhà họ Trần quả là một điều làm ai cũng hài lòng, nên cô càng được cưng như trứng mỏng. Nhất nhất mọi yêu cầu của cô đều được đáp ứng. Em bé thì khỏi nói rồi, chỉ cần o e một tí là mọi người lại nháo cả lên. Bà Phượng phải thuê thêm một ô xin để chuyên giúp việc bú mớm và chăm cho mẹ bỉm với cô nhóc. Đúng là nhà giàu cũng sướng, cơm bưng nước rót tận miệng. Không vừa ý là có quyền hạch sách đủ kiểu mà chả ai dám lên tiếng. Thế nên Bảo Yến giống như một bà hoàng vậy. Vậy mà cũng phải đến khi cô con được 6 tháng thì Gia Minh được ba cho trở lại Việt Nam. Anh vui như chim sổ lồng, nhưng ngoài mặt vẫn lắm như bình thường và phải kìm nén mọi cảm xúc. Trong thời điểm này, tuyệt đối không được gây hấn gì với Bảo Yến. Chỉ cần anh làm cho cô bực lên thì chẳng khác nào dẫm phải tổ kiến lửa, nên người ta nói tránh voi chả xấu mặt nào. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Mấy ngày sau, vào lúc 3 giờ chiều, Gia Minh đã có mặt tại sảnh hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Vừa bước chân ra ngoài, anh đã thấy tài xế chở sẵn và đón anh về Vũng Tàu luôn. May tầm này, giờ thấp điểm nên chỉ 5 giờ 10 là anh đã có mặt ở thành phố biển. Tắm giặt vội vàng, điều đầu tiên anh nghĩ đến là phóng xe đến nhà Thục Đoan. Từ xa đã thấy tấm bảng tiệm may của cô đập ngay vào mắt. Hạ kính xe xuống, anh thấy cô vẫn đang miệt mài bên những mũi kim may. Tắt máy, chân anh bước vội như díu cả lại.
tay cầm lãng hoa hồng rất đẹp, miệng anh nói như reo. Thục Đoan, nhớ em quá, anh về với em đây. Sững người mất mấy giây, cô nhìn sâu vào mắt anh chan chứa yêu thương, miệng nở nụ cười nhưng mắt thì đã ẩn ẩn nước. Lắp bắp nói, là anh, đúng là anh rồi, anh đã trở lại. Em còn tưởng anh quên em rồi chứ, hơn một năm rồi mà. Nói rồi cô ngoái cổ vào trong gọi mẹ. Mẹ ơi, anh Gia Minh về rồi nè. Bà Hường đắt từ dưới bếp cũng chạy vội lên. Nhìn thấy anh, bà mừng không kém gì con gái. Đoạn nhìn chàng trai rồi trách yêu. Trời ơi, may quá, con đã trở lại. Không thì ngày nào con bé này nó cũng nhìn trời mà đếm sao đấy. Tốt quá rồi. Con chào bác ạ, con có mua quà biếu bác đây. Nói rồi anh đưa cho bà Linh một túi quà. Bên trong là một hộp sâm cao ly và hai hộp thuốc bổ não và trị đau nhức xương khớp. Đoạn anh đưa cho Thục Đoan một cái túi, trong đó là một lọ nước hoa và một số đồ mỹ phẩm của Mỹ, nói: đây là của em yêu, nhớ em quá. Con thật là chu đáo và tâm lý quá, bác cảm ơn con rất nhiều. Thôi, hai đứa ngồi nói chuyện đi, để bác xuống làm đồ ăn một tí, lát ăn luôn. Bác sẽ làm lẩu hải sản và nướng ghẹ cho con ăn. Hai người cứ tíu tít bên nhau như đôi chim loan vậy. Đúng là chỉ có những giây phút ở bên Thục Đoan, anh mới cảm thấy hạnh phúc và được là chính mình. Tối đó hai người lại cùng nhau nắm tay đi dạo biển, nhìn những con sóng xô bờ ngoài khơi và ánh sáng lấp lánh như rắc bạc của những ngọn đèn của người đánh cá đêm. Mà anh thấy cuộc sống nơi đây êm đềm và yên ả quá. Hạnh phúc chỉ đơn giản khi ta yêu nhau và cùng nhau nhìn về một hướng, như vậy đã là quá đủ. Anh chẳng cần đòi hỏi gì thêm. Ước mơ của anh là có một người vợ thảo hiền như Thục Đoan và hai đứa con quây quẩn sớm tối. Nhưng có vẻ ước mơ bình thường đó giờ lại là một thứ xa xỉ khó với. Liệu anh sẽ giấu cô được bao lâu nếu một mai Thục Đoan phát hiện ra anh đã kết hôn với người con gái khác bên Mỹ và anh cũng mới có con, thì không hiểu cô sẽ nghĩ thế nào. Có căm hận vì bị lừa dối và rời bỏ anh không? Một mớ bằng bong khó gỡ mà anh như một con gà bị nhốt bên trong. Càng muốn chui ra thì lại càng bị dây cước thít chặt. Anh phải làm gì đây? Thấy người yêu suy tư, Thục Đoan chợt hỏi. Liệu có khi nào tình yêu của chúng ta như những con sóng bạc đầu ngoài kia không anh? Em chỉ sợ đến một ngày nào đó anh chán rồi rời xa em. Gia Minh lấy tay bịt miệng lại, không cho cô nói tiếp. Đoạn anh ôm chặt lấy cô, môi tìm môi và họ lại quyện lấy nhau không rời. Anh thì thầm vào tai cô. Không bao giờ có chuyện đó đâu, nàng tiên cá của anh. Em mãi mãi là người con gái mà anh yêu nhất, yêu hơn cả bản thân mình. Anh không bao giờ để mất em, hãy tin anh. Thục Đoan nghẹn ngào hạnh phúc. Cô không sợ gì cả, vì quan trọng nhất đối với cô lúc này là tình yêu của anh. Đúng vậy, chỉ cần có anh bên cạnh thì cô sẽ vượt qua mọi thứ, cầu trời cho họ được bên nhau. Từ khi Gia Minh trở lại Việt Nam thì ông Trần băng về Mỹ để quản lý công việc bên ấy, nên anh không còn lo sợ ông quản thúc nữa. Thời gian trôi đi thật nhẹ nhàng và êm ái. Chẳng mấy mà Gia Minh cũng trở về Việt Nam được 3 tháng. Bên tai anh lúc nào cũng vang vọng những lời yêu thương ngọt ngào của Thục Đoan. Cũng may ở bên Mỹ luôn lệch múi giờ với Việt Nam, nhưng những lúc anh ở bên cô thì Bảo Yến cũng ít làm phiền, bởi thời điểm này cũng chưa có điện thoại di động. Nhưng sau này, xong anh biết anh và cô không thể cứ mãi lén lút như thế được. Anh muốn đi cùng cô một chặng đường, muốn được cùng cô kết nghĩa phu thê, và vậy thì chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Tần đần một lúc, Gia Minh siết nhẹ tay cô hỏi nhỏ. Anh muốn đề nghị với em một chuyện, em có sẵn sàng nghe anh nói không? Nghe giọng nói hình sự của người yêu, Thục Đoan bỗng cảm thấy lo lắng. Cô gật đầu nói. Anh nói đi, em luôn sẵn sàng. Anh muốn chúng ta có con với nhau. Chỉ có như vậy mình mới có thể ở bên nhau mãi mãi em ạ. Em đừng từ chối, chẳng đặng đừng anh mới phải bàn với em như vậy. Biết rằng như thế sẽ thiệt thòi cho em, vì em sẽ không được mặc áo cưới trong ngày vu quy. Không được làm cô dâu là một tổn thất to lớn, lại còn bao nhiêu khó khăn vất vả và điều tiếng không hay của người đời. Em có chịu được không? Cô chua xót nghĩ thầm.
thì ra trong gần một năm trời vừa qua, anh cũng không thể thuyết phục được gia đình. Không còn cách nào hả anh? Có cách nào vẹn cả đôi đường không? Em sợ... Anh biết những trăn trở lo lắng của em. Nhưng ba mẹ không đồng ý, anh mới phải đưa ra phương án này. Hãy hiểu cho anh yêu em Thục Đoan. Một chút gì rưng rưng nơi khóe mắt, một chút gì mặn mặn nơi khóe môi, và một chút gì quặn thắt nơi con tim bỏng cháy. Thục Đoan bất giác gật đầu. Cô yêu anh nhiều quá mà. Vẫn biết rằng một người con gái đoan chính không được phép thất tiết khi chưa về nhà chồng. Nhưng cả anh và cô đâu còn sự lựa chọn nào khác. Đêm hôm đó, với sự liều lĩnh và thúc giục của con tim, cả hai đã xé rào đưa nhau vào nhà nghỉ. Nhìn người yêu đau đớn trong cơn mưa ái ân mà Gia Minh ngập tràn hạnh phúc, anh càng xúc động hơn khi nhìn thấy những giọt máu đào đọng lại dưới drap. Cô đã dâng hiến cách quý giá nhất của đời con gái cho anh. Khẽ lau đi những giọt nước mắt nơi gò má thắm hồng, anh hôn lên môi cô thủ thỉ. Cảm ơn em về tất cả. Cảm ơn em đã tin tưởng và dâng hiến cho anh. Hai người cứ như hai con thiêu thân, biết chết mà vẫn cứ liều lĩnh lao vào. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chỉ một tháng sau, Thục Đoan có biểu hiện của một người ốm nghén. Cô luôn có cảm giác hôi cơm tanh cá và cứ mỗi lần đánh răng là nôn ọe đến thất kinh. Bà Hường là một người tinh ý, bà đoán biết ngay những biểu hiện lạ của con gái. Đợi cho Thục Đoan từ nhà tắm bước ra, nhìn nước da xanh tái của con, bà chép miệng nói. Thục Đoan, con bị như thế này bao lâu rồi? Gia Minh, nó có biết không? Mẹ, con... Đừng giấu mẹ, chỉ nhìn con là mẹ biết con có bầu rồi. Đoạn bà lấy tay vén tóc con lên. Hàng lông mày của Thục Đoan vốn dĩ mượt mà, đẹp đẽ là thế, mà nay đã bắt đầu dựng ngược lên. Ấn con ngồi xuống ghế, bà tiếp. Mẹ không cổ suý việc này, nhưng chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao mà bọn con phải làm vậy? Mẹ, xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Con yêu anh ấy, chúng con muốn có con. Chỉ có như vậy, nhà anh Minh mới chấp nhận mẹ ạ. Khổ thân con tôi. Mẹ một mình nuôi con đã thấy khổ lắm rồi. Giờ con lại làm mẹ đơn thân nữa, thì mẹ thấy không cam lòng. Con không biết một đứa con không có cha, nó sẽ bị mọi người dị nghị đàm tiếu và thiệt thòi như thế nào đâu. Con đã nghĩ đến điều này chưa? Dạ, anh Minh nói chỉ cần chúng con có con thì gia đình anh ấy bắt buộc phải đồng ý mẹ ạ. Mẹ đừng quá lo lắng. Con tin anh ấy không bỏ rơi con đâu. Anh Minh là người tốt mẹ ạ. Chuyện Thục Đoan có bầu cuối cùng cũng lộ ra. Mới đầu là những người trong khu phố, vì cô có dáng người eo dây nên phải đến tháng thứ 6 thì mọi người mới ớ ra khi đến may đồ của cô. Thời gian này sợ người đời dị nghị nên bà Hường toàn dành việc đi chợ thay con gái, nhưng đúng là chả có cái gì giấu mãi được cả. Lại vẫn là mấy bà, mấy cô ngoài chợ nhiều chuyện. Hễ cứ rảnh một tí là đem hết chuyện nhà tới chuyện người ra buôn. Mới mở mắt, chị Thanh hàng xóm đã ngó cổ ra ngoài nói rõ to. Này các bà biết không, hình như con nhỏ Thục Đoan bên đường, cô Giang, có bầu thì phải. Hôm qua tôi đến chỗ đó may đồ, thấy bụng nó to tròn luôn. Đúng chủ đề hot nên được mọi người hưởng ứng ngay. Thêm mấy cái mỏ bắt đầu trâu vào. Úi, tôi đoán ngay mà. Thảo nào dạo này thấy người nó mập hẳn ra mà lại toàn mặc đồ rộng, trái hẳn với kiểu ăn vận trước đây. Không biết của thằng nào nhỉ? Một bà ra vẻ bí hiểm nói. Nhà tôi cũng con đường đó, nhưng ở cuối đường nên tôi biết. Thi thoảng lại có một chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà bà Hương, mà dứt khoát là không phải của khách may đồ rồi. Hẳn là... Một bà cướp lời. Chà chà, chắc là của đại gia nào đấy. Con bé đó đẹp như thế, lấy đâu trả được một tấm chồng giàu sang mà dại dột thế nhỉ? Cặp với đại gia thì trước mắt là được cung phụng đầy đủ, nhưng khác nào con dao hai lưỡi. Vớ vẩn, vợ nó mà biết thì lại có màn đánh ghen khô máu ra. Dại quá. Chắc là đúng rồi. Chỉ có cặp với đại gia thì mới ánh bụng lên chứ. Khéo lại đẻ thuê cũng nên, hay làm phòng nhì nhỉ? Chứ nếu đàng hoàng ra thì đã cưới rồi. Thế là cả buổi chợ hôm ấy, cứ rảnh lúc nào là họ lại thấy Thục Đoan ra làm đề tài buôn dưa lê bán dưa chuột. Thục Đoan không biết rằng chính sự liều lĩnh của cô và Gia Minh đã tạo nên một cơn địa chấn kinh hoàng cho mình về sau.
Dạo này Gia Minh liên tục có mặt bên Thục Đoan những lúc rảnh, và chính điều này đã làm hại anh. Đêm hôm đó, sau khi ở chỗ người yêu về, lúc vừa cho xe vào gara thì anh nghe tiếng điện thoại đổ dồn. Chưa cần nhấc máy đã đoán ngay ra được người đó là ai, vì giờ này chỉ có Bảo Yến gọi cho anh mà thôi. Bên này đã hết giờ làm việc lâu rồi. Alo, Gia Minh nghe đây. Anh đi đâu vậy? Để em gọi cả mấy chục cuộc không thấy cầm máy. Hay anh ở bên đó như chim sổ lồng rồi? Anh có biết mẹ con em thế nào đâu. Con vừa đi bác sĩ về, anh biết không? Anh xin lỗi, ra ngoài hóng gió một lát. Con làm sao? Anh đừng nói dối em nữa. Là anh đi với cô ta phải không? Lại là ghen tuông. Nhưng Gia Minh không thèm thanh minh làm gì, mất công lời qua tiếng lại với cô, thành ra mất ngủ. Xong Bảo Yến lại là một người có dã tâm, nên mặc dù rất tức giận, nhưng cô đã biết dừng đúng lúc, không để cho anh nghi ngờ ra mưu đồ của cô. Cô ả thật là tinh quái. Sau mấy câu trao đổi về tình hình của con, cô chỉ chốt lại đúng một câu: anh muốn làm gì thì làm, đừng để em lên máu sản giật là chết đấy. Đúng ra thời gian này anh phải là người thường xuyên gọi điện về cho em xem tình hình vợ con thế nào chứ. Đằng này toàn em chủ động, còn anh cứ như một người độc thân vô tư lự. Rồi không để cho Gia Minh nghi ngờ, cô cúp máy. Và từ lúc ấy trở đi, lòng cô nóng như nửa đốt, hận không thể ngay lập tức trở về Việt Nam. Cô biết Gia Minh vẫn không thể thoát được lưới tình của cô gái kia. Nếu vậy thì cô phải ra tay trước, quyết không để cho họ sát vào nhau. Càng nghĩ cô càng tức, Gia Minh kinh khủng, lại càng căm thù con tiểu tam kia. Bụng bảo dạ, kiểu gì sáng mai cũng sẽ tìm ra ổ con chuồn chuồn. Vậy là đêm đó, Bảo Yến mất ngủ, cô cứ sủng sục với nỗi ghen tuông trong lòng, cũng chả buồn cho con bú luôn. Mới 8 giờ sáng hôm sau, Bảo Yến đã gọi điện thoại về Việt Nam ngay. Thay vì gọi cho Gia Minh, cô gọi gặp trợ lý của giám đốc, lại còn khéo léo hỏi xem anh có ở đó không. Khi nghe anh trợ lý này nói anh đang xuống giàn khoan, thì cô chấp ngay cơ hội vào đề luôn, chứ không thèm rào trước đón sau gì cả. Tôi có việc nhờ anh đây, anh giúp tôi nhé. Việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của anh. Yên tâm, tôi không để cho anh thiệt đâu. Chỉ có điều anh hãy hứa là chuyện này chỉ mình anh biết, ngoài ra không có người thứ hai. Hưng, tên người trợ lý biết ngay là chuyện thâm cung bí sự của phó giám đốc Gia Minh, chứ không có chuyện gì khác. Vì anh cũng nghe nói Bảo Yến rất ghen tuông và là một người đàn bà không vừa. Anh nói nhanh: cô yên tâm đi, tôi kín tiếng lắm, có thế sếp tổng mới đặt tôi vào vị trí này chứ. Anh hãy theo sát Gia Minh cho tôi, xem ngoài giờ anh ấy đi đâu, quan hệ với ai, rồi nói cho tôi biết. Chỉ cần thấy có gì lạ thì ngay lập tức phone cho tôi, bất kể giờ giấc, anh không phải ngại. Vậy là 7 giờ tối hôm đó, giờ Việt Nam, bên Mỹ lúc này cũng vừa đúng lúc Bảo Yến thức dậy thì có điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói những gì mà thấy mặt cô bắt đầu tái đi, khóe môi mím lại. Một bàn tay nắm lại, giọng bắt đầu có vẻ gay gắt. Anh chắc chứ? Vậy thì lại có việc cho anh rồi. Giờ coi như anh không cần lộ mặt nữa. Bây giờ anh nghe kỹ đây, anh hãy làm cách nào đó tìm giúp tôi một người có bản lĩnh chút được không? Giang hồ càng tốt, không cần nhiều, tôi chỉ cần một người là đủ. Hiểu ý Bảo Yến, đầu dây bên kia giọng Hưng vang lên: cô cho tôi mấy ngày đi, tôi cần có thời gian để đi tìm. Phải là một đối tượng có thể tin cậy được thì mới yên tâm. Bảo Yến rất hài lòng về người trợ lý này. Anh ta cực kỳ thông minh khi biết nắm bắt tâm lý và đoán ý đối phương. Thực ra khi nghe cô nói, Hưng đã hoạch định ngay trong đầu đối tượng thích hợp mà mình nhắm tới. Nhưng anh cứ làm ra vẻ khó khăn để moi thêm tiền của ả này. Sau khi nghe Bảo Yến trao đổi kỹ càng về công việc sắp tới, Hưng mới cúp máy. Có một điều quan trọng mà Hưng chưa cung cấp cho người đàn bà này biết được, đó là chi tiết Thục Đoan đã có bầu, mà chắc chắn 100% đứa trẻ trong bụng cô là của Gia Minh. Vì chiều nay, sau khi Gia Minh rời đi, thì Hưng cũng phóng xe máy bám theo, và không khó để anh ta phát hiện ra nơi dừng chân của chàng phó giám đốc trẻ tuổi. Không ai khác, đó chính là Thục Đoan, cô gái mà trước đây có lần ông Trần Băng cũng đã nhờ anh theo dõi. Và hôm nay trước khi đến công ty, anh đã lướt qua nhà Thục Đoan một chút. Thật là không may cho cô, vì lúc đó Thục Đoan vừa từ trong nhà đi ra. Nhìn cái bụng to tròn nhô lên khỏi vạt áo của cô,
Hưng đã suýt đứng tim vì săn được thông tin vô cùng quý giá. Nhưng Hưng quả là một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế. Thông tin hot như vậy, hắn sẽ nhả ra từng chút một chứ không giải gì mà phun ra huỵch toẹt luôn. Hưng cũng thừa thông minh để kéo dài thời gian nhằm moi tiền của Bảo Yến. Chứ để kiếm một tay giang hồ theo dõi hoặc dằn mặt kẻ tình địch kia thì chẳng có gì là khó. Huống chi, hắn đã nắm trong tay một tên cộm cán ngay cạnh nhà. Ở cái đất Vũng Tàu này, tìm một tên như vậy thiếu gì? 3 ngày sau, Hưng chính thức cung cấp thông tin đắt giá cho Bảo Yến. Mới chỉ nghe đến cái tin động trời này thôi, Bảo Yến đã lồng lên như một con thú và chỉ muốn bay về Việt Nam ngay lập tức. Cô ta rít lên trong máy. Anh không nhìn nhầm đấy chứ? Nó có bầu rồi ư? Chó chết thật. Vậy thì con đi ấy quả là to gan khi đã dám vuốt sâu hùm. Tôi sẽ không tha cho nó đâu. Còn việc tôi nhờ anh đến đâu rồi? Đã tìm được người cho tôi chưa? Tìm được rồi, nhưng thằng này nó quen tự do, ăn to nói lớn rồi, đầu đội trời chân đạp đất rồi. Cô mà không đưa ra cái giá thỏa đáng thì nó bùng đi nơi khác đấy. Hãy thuyết khách giùm tôi đi. Anh thấy đấy, tôi chi rất đẹp cho anh mà. Yên tâm, anh sẽ có thưởng sau khi tôi về Việt Nam. Cô tính về luôn ư? Cứ điều nghiên thật kỹ vào, thời điểm chín muồi tôi sẽ về. Tôi muốn có tên giang hồ kia càng sớm càng tốt. Tiền nong không thành vấn đề. Ngoài khoản chi cho hắn, anh sẽ có thêm hoa hồng, ok. Đúng là lời lẽ của một kẻ có tiền. Chỉ ngay ngày hôm sau, Bảo Yến đã được nói chuyện với người được giao phó sẽ thay cô ta dằn mặt kẻ kia. Chị thương cho Thục Đoan và Gia Minh vẫn chưa hề biết được nguy hiểm đang cận kề. Bảo Yến quả là một con đàn bà rắn độc. Chính ả ta là người thứ ba xen vào cuộc tình của họ, nhưng bằng thủ đoạn tinh vi của mình lại chiếm được Gia Minh. Ả đã cướp trắng tình yêu trên tay kẻ khác và nghiễm nhiên biến một người chính nghĩa thành trà xanh. Thế mới biết lòng người mưu mô khó đoán và thâm sâu khó lường. Ả lại bắt đầu ủ mưu, nhất thời sẽ nhờ tên chim lợt kia điều nghiên trước, sau đó mới về nước. Mà lần này ả sẽ lôi cả bà mẹ chồng về và hai người sẽ phối hợp ăn ý để làm cho cô bồ kia sống không bằng chết. Sao phải hoàn toàn bí mật và không thể lộ ra cho Gia Minh biết được. Điều quan trọng là phải làm cách nào để điều anh về Mỹ một cách êm đẹp mà anh vẫn không thể biết được là cô đã ra tay. Hơn nữa cô muốn kéo dài thời gian cho Gia Khánh cứng cắp thêm một chút rồi cai sữa luôn thì mới yên tâm giao con cho bảo mẫu chăm sóc. 2 ngày sau, khi tên giang hồ nói cứ hở ra là Gia Minh lại đến chỗ Thục Đoan thì Bảo Yến càng tức lồng lộn. Ả đúng là một con hổ cái mới đẻ, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi trong tầm tay. Có vẻ như mọi thứ đều yên ả, khiến cho Gia Minh chủ quan và không đề phòng. Buổi trưa hôm đó, khi Thục Đoan đang cắm cúi may đồ thì có một vị khách đi vào. Nhìn cách ăn mặc của anh ta có vẻ lịch sự, nhưng trên cổ tay lại lộ ra hình xăm của một con mãng xà thì cô cũng cảm thấy ơn ớn. Anh ta còn để tóc dài, nhìn có vẻ bụi bặm. Ngước mắt lên, cô mỉm cười chào khách. Anh đến may đồ à? Đúng rồi em, anh muốn đặt may một bộ đồ vest nam. Em may cho anh nhé. Dạ, nhưng đợt này nhiều hàng tồn quá nên em không may được nhanh. Một tháng nữa anh quay lại lấy đồ được không ạ? Đôi mắt người đàn ông dừng lại ở cái bụng bầu của Thục Đoan rồi hỏi. À, anh hiểu rồi, em đang có bầu nên không may được nhiều phải không? Ok, anh đồng ý, miễn em may đẹp cho anh là được. Cái bầu bệnh tháng của Thục Đoan đã tố cáo tất cả. Thời gian này bụng to nên cô không ngồi may được lâu vì hay mắc tiểu và đau lưng. Gia Minh lo cho sức khỏe của người yêu và đứa con trong bụng hai người mà liên tục giục cô nghỉ đi, nhưng Thục Đoan không chịu ngồi yên. Cô nói sẽ tự lượng sức mình cho anh yên tâm và quan trọng cô rất yêu nghề và coi đó như đam mê của mình nên không thể nói nghỉ là nghỉ ngay được. Cô vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc khi nghe bác sĩ thông báo giới tính của thai nhi, lại được đứng cạnh màn hình siêu âm khi chị này siêu âm cho Thục Đoan. Gia Minh đã suýt reo lên trong phòng khám. Lúc đó cái thai của Thục Đoan mới được 4 tháng tuổi. Chúc mừng cô cậu nhé, là một cặp song sinh, một trai một gái. Chuẩn quá, 10 điểm rồi. Cả hai mỉm cười mãn nguyện, chị bác sĩ lại dặn dò. Em phải bổ sung dinh dưỡng hợp lý để cho thai nhi phát triển đầy đủ.
chị sẽ kê cho em thêm một số vitamin và khoáng chất. Nhớ ăn muối iốt em nhé. Phụ nữ có thai dễ thiếu hụt iốt lắm. Ăn hải sản thường xuyên để bổ sung canxi nha. Thục Đoan chỉ biết dạ vâng liên tục. Lúc nghe bác sĩ thông báo mang thai đôi mà cô cứ ngỡ tay mình nghe nhầm. Mọi cảm xúc vỡ òa thăng hoa. Vậy là cô và anh sẽ có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Đúng là trời thương, chỉ phải đẻ có một lần mà được những hai. Thảo nào cô thấy bụng mình to lên nhanh thế. Không biết từ lúc nào, bàn tay anh đã siết chặt tay cô như chuyển thêm nội lực. Cả hai mỉm cười viên mãn, họ cảm thấy cuộc đời đẹp biết bao. Ngay khi trở về, Gia Minh đã vui mừng cười nói suốt quãng đường. Anh còn nghĩ ra tên để đặt cho con nữa. Nhìn cô một cách âu yếm, anh nhẹ nhàng. Con gái mình sẽ đặt là Gia Hân và con trai tên là Gia Bảo em nhé. Gia là tên đệm của anh. Anh muốn cứ mỗi khi gọi tên con thì em lại nhớ đến anh. Còn Hân là hân hoan, hạnh phúc. Bảo là bảo bối, là vật Gia Bảo của chúng ta. Cảm ơn em đã mang thai con của anh. Một tháng sau, lúc này Thục Đoan đã bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ. Bụng cô đã to vượt mặt. Mặc dù rất muốn, nhưng cô bắt buộc phải nghỉ may để đảm bảo an toàn cho con. Buổi tối, anh thường đưa cô đi bộ trên bờ biển, coi như một cách thư giãn và vận động nhẹ nhàng. Hai người cứ đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc, mà không biết rằng sóng gió ba đảo sắp ập xuống đầu họ. Một cơn gia biến kinh hoàng đã khiến họ mất nhau mấy chục năm. Lúc này, tại California, Bảo Yến có cuộc nói chuyện với ba mẹ chồng. Nhìn nét mặt căng thẳng của cô, ông bà biết sắp có chuyện hệ trọng xảy ra. Ông Trần Băng lên tiếng trước. Có việc gì mà con mời ba mẹ ra đây thế này? Lại là chuyện của Gia Minh à? Bảo Yến chưa nói gì vội. Cô muốn để xem ông bà nói hết những gì họ nghĩ, rồi cô mới đưa ra lý lẽ của mình. Người khôn là phải biết mở đầu câu chuyện, lái nội dung theo ý của mình, và cũng là người chốt lại tất cả. Bà Phượng cũng không thể ngồi im được. Bà nhìn con dâu nói. Mẹ biết thằng Gia Minh ở bên Việt Nam lâu khiến con bức xúc, nhưng tất cả cũng là vì tương lai của các con thôi. Từ từ ba mẹ sẽ rút nó về bên này. Con đừng nghĩ ngợi ghen tuông mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, rồi lại không chăm được cháu cho mẹ. Mẹ con nói đúng đấy. Đừng để ý đến những chuyện vặt vãnh ấy nữa. Có gì cứ để ba dẹp cho. Quan trọng là nó vẫn nhớ lối về là được. Nghe ông Băng nói đến đây thì Bảo Yến không đừng được nữa. Cô với tay mở chiếc phong bì thư dày cộp, lôi từ đó ra một sấp ảnh rồi đưa cho ông Băng. Mặt đã bắt đầu tái đi, miệng nói những lời cay đắng. Dạ, vậy thì con mời ba mẹ xem những bức hình này đi. Nó sẽ khiến cho hai người hiểu tất cả. Con cũng không muốn nói nhiều, nhưng nếu là ba mẹ ở trong hoàn cảnh con thì ba mẹ nghĩ sao? Không hẹn mà cả ông Trần Băng và bà Cát Phượng đều ngay lập tức đeo kính vào và chia nhau những bức hình nhạy cảm kia. Tất cả đã được phơi bày hết trước ống kính của một tay thợ ảnh ảo nào đấy. Thì ra tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng Bảo Yến không lúc nào thôi để mắt đến Gia Minh. Từ cảnh tình tứ của hai người cho đến những cái nắm tay dạo nhau trên biển, rồi tới hình ảnh bầu bí vượt mặt của Thục Đoan đều được ghi lại hết. Ông Băng đập mạnh tay xuống bàn, miệng gằn lên. Thì ra vẫn là con bé đó, thật là to gan. Bà Phượng cũng tái mặt khi xem xong đống hình ảnh của cậu con trai. Này nghe ông Băng nói vậy thì cũng hoang mang hỏi. Thì ra ông biết cô gái này à? Nó là đứa nào mà dám to gan lớn mật vậy chứ? Đến đây thì ông Băng đành một mạch kể ra hết chuyện. Có lần ông đã tìm gặp cô gái kia để dằn mặt. Đang nói say sưa, chợt ông thấy gương mặt cô con dâu đã tức giận cực điểm thì đành phải xoa dịu. Chuyện đó xảy ra lâu rồi, trước cả thời gian Gia Minh chấp nhận cưới con. Nói đúng ra thì nó yêu con bé này trước con, nhưng ba mẹ không thể chấp nhận một đứa con gái không môn đăng hậu đối ấy về làm dâu được. Cũng không muốn bà lo lắng nên tôi không nói ra. Chuyện chỉ có vậy thôi. Chắc con nhỏ nó lợi dụng sự gần gũi để quyến rũ mồi chài thằng Gia Minh đây mà. Không, con không chịu như vậy đâu. Ba mẹ phải làm chủ cho con. Không có lý gì con vừa phải chăm con cho anh ấy, phải chịu sự xa cách tình cảm, để rồi chồng con lại đi mèo mỡ cùng một con đàn bà khác. Đây không phải là quan hệ mèo chuột mà họ đã say đau nhăm rồi. Mẹ, ba mẹ tính làm gì đây? Nhập thời, ông bà chưa thể nói gì mà chỉ biết đưa mắt cho nhau.
Bảo Yến lại nói tiếp. Con không thể để cho đàn bà quê mùa đó qua mặt được. Có con thì không có nó. Con đã mang nặng đẻ đau, sinh con cho nhà họ Trần. Vậy mà anh ấy... Bảo Yến lại khóc lên tu tu. Đúng là cô ta đóng kịch quá giỏi, lại là một diễn viên đại tài, biết sử dụng những giọt nước mắt làm vũ khí tối thượng, khiến cho đối phương trở tay không kịp. Và lần này bố mẹ chồng cô cũng chính thức bị cô đánh gục. Bà Phượng nhẹ nhàng xuống nước với con dâu. Vậy con tính phải làm sao? Con cứ nói ra đi, để ba mẹ biết. Chúng ta sẽ ủng hộ và bảo vệ con tới cùng. Cô chỉ cần có thế mà thôi. Một câu nói của bà Phượng cũng đủ chứng tỏ vị thế của cô trong gia đình. Bảo Yến thầm cảm ơn đứa con trai nhỏ bé này. Chính Gia Khánh mới là thần hộ mệnh của cô, và cái gã đàn ông chết tiệt kia cũng góp một phần không nhỏ làm nên thành công của cô ngày hôm nay. Nhờ đó mà cô mới đường hoàng bước chân vào nhà họ Trần một cách cao cao tại thượng như vậy chứ. Bảo Yến bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Nghe cô con dâu nói đến đâu, ông Trần Băng cảm thấy con bé này không hề đơn giản. Tuy tuổi còn trẻ mà mưu mô khôn lường. Nếu nhà ông không giàu có, so về mặt kinh tế thì cũng ngang ngửa với nhà ba mẹ cô, thì liệu Bảo Yến có để mắt đến con trai của ông không? Nhưng thôi kệ, nói gì thì nói, Bảo Yến làm như vậy cũng là để bảo vệ hạnh phúc gia đình và giữ chồng mà thôi. Ai bảo con trai ông đẹp trai lại đào hoa làm quá gì? Con nghĩ ba mẹ đừng cho anh Gia Minh biết vội, để tránh rút dây động rừng ạ. Trước mắt ba giúp con kéo anh ấy về bên này, rồi con và mẹ sẽ về Việt Nam một thời gian được không ạ? Đưa ánh mắt ái ngại nhìn con dâu, bà Cát Phượng chậm rãi nói. Con không phải về Việt Nam đâu, cứ ở đây đi, việc đó đã có ba mẹ lo. Con còn phải ở nhà chăm sóc cho cháu của mẹ. Con tiểu tam nhỏ bé ấy, mẹ chỉ cần búng tay một cái là nó đi tong, cần chi con phải nhọc lòng, ông nhỉ? Ông Trần Băng gật đầu trước ý kiến của vợ, nhưng ngay lập tức Bảo Yến phản đối. Về Gia Khánh thì xin ba mẹ yên tâm, cháu nó cũng được 1 tuổi rưỡi rồi, con có thể cai sữa và yên tâm giao cho vú em. Chứ giờ ba mẹ bảo con ngồi đây, chắc con nhỏ kia chưa bị làm sao thì con cũng tăng sông chết rồi. Bà cứ ở nhà rèn anh Gia Minh giúp con, để mẹ về với con là được ạ. Rồi cô đưa ánh mắt về phía bà Cát Phượng. Không hiểu sao khi nhìn vào mắt con dâu, bà liền gật đầu ngay lập tức. Mà thằng Gia Minh của bà chẳng đang sai lè ra đây ư? Chỉ cần để cho bên thông gia nổi giận thì cũng chẳng còn mặt mũi nào rồi. Mà cái thằng ấy ăn gì mà liều thế không biết. Ở với sư tử mà còn dám vuốt dâu nó thì chán sống rồi. Bà cũng muốn tìm gặp cái con nhỏ tiểu tam kia, xem mồm ngang mũi dọc thế nào mà dám quyến rũ con bà. Đúng rồi đấy, con nó nói phải. Lần này anh để em đi qua bên đó cho. Anh mau sớm lôi cổ thằng Gia Minh về đây cho em. Anh tính sao? Mà ngày nó bay về cũng là ngày mẹ con em bay sang. Như vậy đỡ phải cãi nhau mệt người, mà còn thuận lợi dằn mặt con tiểu tam kia. Tự dưng bà Cát Phượng lại ngọt nhạt gọi chồng là anh xưng em. Điều mà mấy năm gần đây họ toàn dùng danh xưng ông bà để gọi nhau. Ông Trần Ban tức thằng con trai muốn nổ ruột luôn. Chỉ muốn gọi điện sạc cho nó một trận, nhưng ngẫm thấy lời con dâu cũng có lý. Ông chỉ lăn tăn chuyện con bé kia có bầu, vì dù sao giọt máu đó cũng là hậu duệ nhà họ Hoàng. Con đó sao cũng được, nhưng ông nhất định phải lưu ý đến vấn đề này. Đêm ấy trong phòng ngủ, ông nói với vợ. Em sang đó xem, đứa con trong bụng nó là trai hay gái? Nếu là gái thì bỏ luôn, còn là trai thì cắn đến ngày nó sinh nở, bắt luôn rồi thuê một ai đó nuôi dưỡng, để một vài năm sau điều kiện thuận lợi thì ta đưa nó quay đây, vì dù sao nó cũng là con cháu họ Trần. Anh nói đúng ý em, cái này phải bí mật, không được để cho con Yến biết. Bụng đàn bà khi lên cơn ghen là kinh khủng lắm anh, không nói trước được đâu. Khó cho em đấy, vì để tách một đứa trẻ sơ sinh ra khỏi mẹ là một điều không hề dễ dàng. Cái này em phải hết sức khéo léo. Nếu chả may mà bị công an tóm được thì có mà toi cơm trong tù. Còn khi nó đã qua Mỹ thì mình để cho Bảo Yến nuôi, khi đó nó không đồng ý cũng không được. Ngày hôm sau, khi Gia Minh đang vừa đi kiểm tra ở phân xưởng ga về thì anh trợ lý gọi. Sếp có điện thoại của sếp tổng đấy. Anh nhanh chóng đi vào và bấm máy gọi cho ba. Nghe ba nói bên Mỹ cần anh về gấp, 3 ngày nữa ông sẽ sang thay cho anh. Gia Minh nghe mà hốt hoảng
vì trong thời gian này anh không hề muốn về Mỹ, vì anh biết nếu về Mỹ thì lại phải lâu mới trở lại được. Mà Thục Đoan lại sắp đến ngày lâm bồn, nhưng anh không thể chống lệnh ba được. Làm như vậy khác nào lại ông tôi ở bụi này và chỉ gây nguy hiểm thêm cho Thục Đoan mà thôi. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, đi cũng dở mà ở cũng không xong. Tối hôm đó, khi đưa được Thục Đoan đi dạo, anh rất buồn mà chưa biết phải mở lời với cô thế nào. Thấy tâm trạng bất ổn của anh, cô đoán ngay anh đang lấn cấn trong lòng, liền nắm lấy tay Gia Minh ân cần hỏi. Anh có điều gì lấn cấn trong lòng phải không? Nói cho em biết đi, đừng làm em sợ. Anh sắp phải trở về Mỹ rồi em ạ. Mà em thì sắp sinh, anh đi không đành, lo cho em lắm. Bao giờ thì anh phải đi? Bên ấy có việc hả anh? 3 ngày nữa anh phải về bển. Vé ba đặt rồi em. Một nỗi lo lắng hiện lên trên gương mặt người thiếu phụ. Cô có một linh cảm, lần này sẽ phải xa anh thật lâu. Mắt rớm lệ, cô nghẹn ngào. Anh nhớ đừng quên em nha. Còn con chúng ta nữa, em sẽ đợi ngày anh trở lại. Thời gian đúng là con tạo xoay vần, nó không đứng lại hay chờ đợi bất cứ ai. Vậy là chỉ còn đêm nay họ được ở bên nhau. Sáng mai anh đã phải trở về nơi ấy. Đặt nhẹ tay vào bụng cô, anh thì thầm với hai con trong bụng. Hai con ngoan nha, cố gắng đừng làm mẹ đau. Ba yêu mấy mẹ con lắm, Gia Bảo, Gia Hân của ba. Cả hai cứ ngồi nói với nhau biết bao nhiêu là chuyện. Sáng nay anh cũng tranh thủ chở Thục Đoan đến bệnh viện và gặp bác sĩ chuyên khám cho cô để gửi gắm. Nhiều khả năng Thục Đoan sẽ phải mổ vì sinh đôi lại thai to. Chỉ tiếc rằng đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này anh lại không được ở bên cô. Gia Minh là một người đàn ông có trách nhiệm, biết là tới đây khi sinh nở mọi chi phí đều đổ lên đầu Thục Đoan. Hơn nữa để nuôi hai đứa con thì phải cần đến lượng tiền lớn, nên trước đó anh đã phải mở một khoản ngân hàng mang tên cô. Anh đã để sẵn tiền trong đó, khi cần Thục Đoan chỉ việc rút ra tiêu thôi, cũng là đỡ gánh nặng cho cô. Sau khi đưa người yêu đi dạo về, anh chủ động thưa chuyện với bà Hường. Thưa mẹ, vì điều kiện công việc mà con phải về Mỹ không ở lại được, mà Thục Đoan cũng sắp tới ngày sinh, nhờ mẹ giúp con lo lắng cho cô ấy ạ. Sẽ rất vất vả vì một lúc vừa phải chăm hai bé, lại phải chăm mẹ bỉm sữa, nên mẹ cố gắng ạ. Mẹ biết mà, con không cần nói thì mẹ vẫn sẽ làm, chỉ thương hai đứa con hoàn cảnh éo le quá. Thôi, con không phải lấn cấn lăn tăn gì đâu, có mẹ ở đây rồi, cứ yên tâm về bên ấy lo công việc. Lúc nào thu xếp được thời gian thì qua thăm mẹ con nó. 2 ngày sau, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hai người đàn bà một già một trẻ đang đẩy hành lý đi ra. Vừa thò mặt ra cửa an ninh, đã thấy cậu lái xe vẫy tay gọi. Họ nhanh chóng lên xe, về Vũng Tàu. Cùng thời điểm này, Gia Minh cũng vừa xuống sân bay quốc tế. John F. Kennedy. Và điều khiến anh ngạc nhiên là không phải mẹ và Bảo Yến ra đón như suy nghĩ ban đầu, mà ba đích thân lái xe đón anh. Một câu hỏi được đặt ra trong đầu là tại sao ba không về Việt Nam mà vẫn ở đây? Vậy ai sẽ thay ông điều hành bên ấy? Đem thắc mắc này hỏi ba thì anh nhận được câu trả lời. Đợt này mẹ con về điều hành thay ba, nhân tiện Bảo Yến nó cũng về Việt Nam giúp cho ba vợ con một thời gian. Trời, vậy cô ấy đi thì ai chăm sóc Gia Khánh hả ba? Cô nhóc vẫn còn nhỏ mà. Có vu em rồi con, mẹ nó cũng mới cai sữa xong, thằng Gia Khánh cũng được 1 tuổi rưỡi rồi nên không đáng lo đâu, con cứ yên tâm. Một nỗi lo lắng mơ hồ hiện lên trong tâm trí Gia Minh. Có khi nào mẹ và Bảo Yến về Việt Nam để làm hại Thục Đoan không? Nhưng thời gian này anh đâu thấy ai đề cập gì tới chuyện đó nhỉ? Phải bảo Thục Đoan cẩn thận hơn mới được. Sau khi về Vũng Tàu và đã kín đáo trao đổi với Hưng trợ lý, thì Bảo Yến đã có những định hoạch và bước đi tiếp theo trong đầu. Chỉ có điều những toan tính này bà Cát Phượng cũng không thể biết được. Ngày hôm sau, khi Thục Đoan vừa từ nhà đi ra thì có một chiếc xe hơi đỗ xịch trước cửa. Bước xuống là 2 người phụ nữ, một già, một trẻ, ăn mặc rất sang trọng. Nhìn thấy họ, cô hơi sững người chút vì cảm giác lạ lẫm. Bước tới gần cô, người phụ nữ lớn tuổi không e ngại mà hỏi luôn. Chào cô nhé, chắc cô là Thục Đoan. Rồi không đợi Thục Đoan trả lời, bà tiếp luôn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Cát Phượng, mẹ của thằng Gia Minh.
Và đây là vợ nó, Bảo Yến. Trời, cô đang nghe thế này. Anh đã có vợ. Lỗ tai cô lủng bùng, mắt như có muôn vàn mây mờ che phủ. Thục Đoan phải đưa tay bấu vào tường cho khỏi ngã. Mặt tái đi, nhất thời chưa tiếp nhận được. Cô nói giọng không kém phần lo lắng. Dạ, xin mời hai người vào trong này ạ. Bảo Yến từ nãy vẫn chưa nói gì cả, mà chỉ quan sát thái độ và sắc mặt của đối phương thôi. Giờ nghe cô nói mới quét ánh mắt sắc lẹm như dao cau về phía Thục Đoan, rồi đưa mắt cho mẹ chồng. Đoạn cả hai mạnh mẽ tiến vào. Bà Hương đang ở bên trong, thấy con gái đang nói chuyện thì mới lắng tai nghe. Đến đoạn bà Cát Phượng giới thiệu thì bà cũng rụng rời cả tay chân và bước ra ngoài. Nhìn quanh một lượt khắp gian nhà, bà Phượng chép miệng, tỏ rõ vẻ khinh bỉ nói: các người đúng là vuốt phải dâu hùm rồi. Còn cô, sao biết Gia Minh đã có vợ con mà còn cố chen chân vào phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác vậy? Cô nhìn lại bản thân mình xem, chỉ là một con thợ may quèn mà cũng đòi đỉa đeo chân hạc à? Bà Hưởng thấy người đàn bà kia vừa mới vào nhà mà đã dám lớn tiếng xúc phạm con mình thì nói luôn: này, chúng tôi không biết bà và cô đây là ai, nhưng đã lịch sự mời hai người vào nhà nói chuyện thì các người cũng phải ăn nói lịch sự chứ. Mở mồm ra là đã mạt sát người khác là không được đâu nha. Tôi nhắc lại, nếu hai người vẫn giữ thái độ đó thì mời các người ra khỏi đây cho. Thế này mà cũng gọi là gia đình ư? Chỉ có hai mẹ con, thiếu hẳn đi người đàn ông trụ cột, khác nào nhà không có nóc. Bà không biết dạy con, hãy cố tình xui nó bám lấy con tôi để moi của đấy hả? Mong đổi đời à? Không có dễ vậy đâu, tỉnh mộng đi. Bà dám nói vậy? Tôi nói đúng quá mà. Tôi nhắc lại, bà phải biết đường dạy lại con cái mình đi. Đừng để nó quyến rũ con tôi nữa. Gia Minh nó trở về Mỹ lần này sẽ không quay lại nữa đâu. Bác nói gì? Bác là mẹ của anh Gia Minh. Anh ấy có vợ hồi nào mà con không nghe thấy anh ấy nói? Bác đừng đem chuyện này ra dọa con nữa. Bà Cát Phượng lúc này không kiên nhẫn được nữa mà đưa mắt cho Bảo Yến. Tức thì cô ta lấy từ trong túi sách ra một xấp ảnh rồi thảy cả lên bàn. Đập vào mắt Thục Đoan là một loạt hình ảnh đám cưới của Gia Minh cùng một người con gái khác. Nhìn kỹ thì đúng là cô gái này. Lại còn có cả ảnh cả nhà chụp cùng một đứa bé con nữa. Tay chân cô bủn rủn, mắt hoa lên, không tin đó là sự thật. Nhưng tất cả đã bày ra trước mắt, phủ nhận cũng không được. Đã vậy, Bảo Yến còn lấy từng tấm hình chìa ra tận mặt cho Thục Đoan xem, rồi gằn giọng: cô mở to mắt ra mà nhìn đi. Đây không những là hình cưới của chúng tôi mà còn có cả hình con trai tôi nữa đó. Cô to gan lắm. Bây giờ thì con nói được nữa không? Nói xong, cô ta lao đến tát cho Thục Đoan mấy cái tát nảy lửa, khiến cô chúi nhủi về phía trước. Bảo Yến lúc này không còn lịch sự gì nữa mà rít lên: con đàn bà thối tha, nhìn mặt mũi mày cũng đâu đến nỗi mà phải làm đi cái trò quyến rũ chồng người khác thế hả? Đúng là phường mèo mả gà đồng mà. Mày có muốn tao tung hê hết cho cả cái xứ này nó biết mặt mày không hả, con cướp chồng? Cô hàm hồ quá. Thực tình tôi không hề biết anh Gia Minh đã có vợ. Tôi yêu anh ấy vô tư, chứ không hề có ý gì khác. Này thì vô tư này. Lại thêm mấy cái tát nữa, nhưng lần này thì bà Hường đã kịp giơ tay lên chặn lại bàn tay thô bạo của người đàn bà cuồng ghen kia. Bà hết sức tức giận vì tự dưng có hai kẻ lạ mặt lao vào hành hung con gái mình thì hét lên: cô dừng tay lại, chưa biết đầu cua tay nhau thế nào mà đã dám lao xông vào nhà người khác áp đáo tại gia như vậy là không được. Tôi nhắc lại, chỉ cần còn cái mạng già này thì không kẻ nào làm được hại con gái tôi. Mời các người bước chân ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Bà Cát Phượng liền nói: đúng là các cục nói có sai, đã đĩ thóa lại còn già mồm. Xin thưa với bà đây, đây mới chính là vợ của Gia Minh. Và hai đứa đã có một đứa con trai gần 2 tuổi. Không lẽ hai mẹ con bà mù cả hay sao mà không nhìn thấy những hình ảnh này? Mẹ con tôi có quyền kiện các người, kiện con gái bà vì tội quan hệ bất chính với người chồng người khác đấy. Bà Hưởng thảng thốt. Sự thật khiến bà đờ đẫn hết cả người. Cuối cùng cái điều lo lắng mơ hồ bấy lâu nay của bà cũng thành sự thật. Gia Minh quả là đã có vợ, lại còn có con. Vậy thì con bà sẽ ra sao khi trong bụng nó còn đang mang thai 2 giọt máu của cậu ấy? Bà Phượng chỉ tay vào bụng Thục Đoan hỏi: cô đang mang thai, nó là con của ai vậy?
Dĩ nhiên là con của Gia Minh rồi. Bà thừa biết điều đó mà. Còn tôi chỉ yêu một mình Gia Minh. Lấy điều gì để đảm bảo nó là con của Gia Minh? Để nhảy vào làm con cháu Trần gia không phải dễ dàng đâu. Nhưng thôi, tôi cũng không khó khăn gì. Chỉ cần sau khi cô ta sinh đứa bé ra, nếu xét nghiệm ADN chính xác là con của tôi, thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi đứa bé. Còn không thì một đồng cũng đừng có hòng. Lúc này, Thục Đoan mới cất giọng khó nhọc khi nước mắt đã lưng tròng. Các người đi về hết đi. Tôi không muốn nghe tiếp nữa. Đi đi. Bảo Yến quắc mắt lên nói. Không dễ như vậy đâu. Nếu muốn được yên ổn thì hai người phải biến khỏi mảnh đất này ngay lập tức. Tôi không muốn thấy mặt mẹ con bà, càng không muốn nhìn thấy thứ thì nghiệt chủng này. Chỉ có vậy tôi mới tha cho cô. Còn không thì cô biết hậu quả không đơn giản đâu. Đừng có đùa với lửa. Chơi dao có ngày đứt tay đấy. Bà Hường đứng lên, chỉ thẳng mặt Bảo Yến nói như quát. Cút đi. Các người cút hết đi. Đừng có mong đem bài này ra dọa chúng tôi. Hai mẹ con tôi không đi đâu hết. Đây là nhà tôi. Chẳng ai có quyền bắt chúng tôi phải rời đi cả. Bà Cát Phượng cũng không vừa. Bà vỗ mạnh tay xuống bàn rồi nói. Chúng tôi không nói xuông đâu. Hãy chờ đấy. Bảo Yến lúc này mới đánh ánh mắt mang hình viên đạn sang Thục Đoan, nói từng câu một như thể núi nặng ngàn cân. Ba ngày nữa tôi sẽ quay lại. Hy vọng nhận được câu trả lời thỏa đáng của cô. Nên nhớ, chỉ cần cô nói tin này ra với Gia Minh thì tính mạng các người tôi không đảm bảo được đâu. Đoạn cô ta vỗ tay một cái. Từ trong xe ô tô, một người đàn ông ăn mặc hầm hố bước ra. Trên cổ anh ta, một sợi dây chuyền bạc có gắn nanh cọp được đeo lủng lẳng. Bộ ngực phanh ra để lộ hình xăm một con hổ đang nhe răng giơ vuốt. Chỉ nhìn qua cũng biết đó là một tên giang hồ xã hội thứ thiệt rồi. Vừa bước vào, anh ta đã phi ngay con dao găm một phát thật mạnh. Lưỡi dao cắm ngay vào cái kệ tivi trước mặt vẫn đang rung lên bẩn bật. Bà Hường mặt xanh như tàu lá, miệng lắp bắp. Các người định giở trò gì? Tôi sẽ gọi công an. Nhưng gã thanh niên kia đã nhanh hơn một bước. Chiếc điện thoại bàn ngay lập tức bị gã chụp lấy rồi rứt dây ra và quăng nó xuống đất. Miệng gã nói rít qua kẽ răng. Các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Đừng có đùa với lửa. Nên nhớ, tôi đã ăn cơm tù như cơm bữa rồi. Việc vào tù ra khám đối với tôi chỉ là chuyện đổi gió thôi. Nên đừng có dại mà manh động.